hộ hoa cao thủ tại đô thị, Hạ Thiên. chương 331, Tứ Hải Bang bị diệt. Tối hôm nay khắp thành phố Giang Hải đều có chuyện đổ máu. Một người đàn ông vừa bước ra khỏi quán ba thì bị một đám người cầm đao sông đến chém ngã xuống đất, vài giây sau thì đám người đã bỏ đi, người đàn ông hoàn toàn bị phế. Đúng vào thời điểm đó, một người đàn ông vừa mới dừng xe ở bãi đậu xe, khi bước xuống xe thì có vài người cầm đao phóng đến, cũng chưa đến 10 giây đồng hồ đã chém người đàn ông ngã xuống đất. Những chuyện tương tự như vậy liên tục xảy ra ở rất nhiều địa phương trong thành phố Giang Hải, mà những người bị chém có cùng một đặc điểm, bọn họ đều là những thành viên nòng cốt của Tứ Hải Bang. Trong buổi tối hôm nay cảnh sát thành phố Giang Hải cũng tiến hành một đợt truy quét chưa từng có, tất cả các quán bar và hộp đêm của Tứ Hải Bang đều bị cảnh sát tập kích. Nghe nói tối nay tất cả cảnh sát của khắp các phân cục công an thành phố Giang Hải đều được điều động đều đi truy quét thành viên của Tứ Hải Bang. Ngày hôm sau một tin tức nhanh chóng được truyền bá, Tứ Hải Bang từng được coi là vô địch, là bang phái hùng cứ quận Tây, địa vị không thể không thể dung chuyển đã bị diệt chỉ trong vòng một đêm. Mà Tứ Hải Bang bị diệt chỉ vì bọn họ làm một chuyện sai lầm, đó chính là bọn họ đưa ra truy sát lệnh, nghe nói người bị truy sát là một nhân vật thiên ca thần bí. Vị thiên ca này chính là người đã điều động quân tinh nhuệ của hai nhà hắc bạch thành phố Giang Hải để diệt Tứ Hải Bang. Còn Thiên ca kia là ai thì không mấy người biết rõ, chỉ biết đó là một người cực mạnh, hai nhà Hắc Bạch đều không dám chọc vào, dù là tứ hải bang hùng mạnh cũng tan thành mây khói trong nháy mắt. Biết không, đại ca của tao là Thiên ca. Vậy thì coi là gì, đại ca của tao cũng là Thiên ca. Khoác lác như vậy làm gì, tao là tiểu đệ của Thiên ca. Chúng mày chỉ biết bốc phét, tao cho chúng mày biết, đại ca của chúng tao là Thiên ca, tao là tiểu đệ duy nhất của Thiên ca. Tao nghe nói chị hai của chúng tao là vợ của Thiên ca. Thời điểm này đám côn đồ thành phố Giang Hải đều coi mình có quan hệ với Thiên ca. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Mà đám người kia không biết vị Thiên ca trong miệng bọn họ lại đang chơi bài cực kỳ hứng thú, tất nhiên Hạ Thiên cũng không biết tối qua thành phố Giang Hải vì mình mà sinh ra những sự việc long trời lở đất. Tối qua hắn nằm trên người Tôn Hinh Hinh cả đêm, điều này làm nàng chết đi sống lại. Sáng hôm sau Tôn Hinh Hinh đi làm, hắn không có việc gì làm nên ở nhà đánh bài. Hôm qua hắn đã đánh bài cả buổi chiều, đến tận bây giờ hắn vẫn chưa thấy chán. Nhưng không bao lâu sau Hạ Thiên đã buồn bực, vì hắn phát hiện hôm nay mình quá xui, đã thua liên tiếp 20 ván. Không chơi nữa. Hạ Thiên rất bực bội, trò chơi chết tiệt này đúng là, hắn thông minh như vậy mà cứ thua liên tục, rõ ràng trò chơi có vấn đề. Hạ Thiên tắt máy tính hắn ra khỏi nhà định tìm chút chuyện gì đó để làm nhưng khi hắn vừa ra khỏi khu học phủ danh huyền thì điện thoại đã vang lên hạ thiên lấy ra xem trên màn hình là hai chữ sở giao chồng là em đây giao giao đây điện thoại vừa được nối thông thì đã vang lên giọng nói nũng nịu của sở giao lần này có vẻ không giả dối thời gian này sở giao rèn luyện rất tốt âm thanh rất quyến rũ anh biết là em hạ thiên thuận miệng nói chồng em vừa giúp anh làm một chuyện xét ở mức độ ngoan ngoãn của em anh có thể đến gặp ông nội em được chưa sở giao tiếp tục giả vờ nũng nịu mục đích chính là muốn đưa hạ thiên đến gặp ông nội hạ thiên có chút mơ hồ em giúp anh làm chuyện gì chồng chẳng lẽ anh không biết có rất nhiều côn đồ của tứ hải bang muốn chém anh sao sở giao ngẩn người hỏi biết thì sao hạ thiên vẫn có chút mơ hồ chồng tối qua em đưa người đi diệt tứ hải bang bây giờ chắc chắn sẽ không có ai đến chém anh sở giao vẫn dùng giọng điệu tranh công nói hạ thiên lập tức mất hứng không phải em gây khó cho anh sao sở giao ngẩn ngơ sau đó nàng có chút uất ức chồng em giúp anh chứ sao lại gây khó cho anh anh còn chuẩn bị chờ đám người kia đến chém sau đó có thể thuận tiện vui đùa một chút bây giờ không có ai đến chém anh như vậy anh vui đùa thế nào đây hạ thiên có chút mất hứng em diệt bọn họ sao không báo anh biết sở giao có chút buồn bực chồng này đúng là khó hầu chồng em biết lỗi rồi sau này em chém người sẽ hỏi ý anh sở giao đáng thương nói hư dù sao trình độ của đám người kia cũng quá kém cũng không có gì vui sướng lần này anh không trách em hạ thiên thuận miệng nói sở giao rốt cuộc cũng vui sướng cảm ơn chồng anh đúng là quá tốt sở giao khựng lại một chút rồi cẩn thận hỏi Chồng này, anh có thể đến thăm ông nội của em chưa? Anh rất bận, sau này hãy nói. Hạ Thiên thuận miệng nói, hắn vẫn không có hứng thú gì với ông lão kia. Dù là ông nội của Mỹ nữ tỷ tỷ là Diệp Thiên Nam muốn mời hắn dùng cơm, hắn còn chưa muốn đi. Biết rồi, chồng, khi nào anh rảnh thì nói sau. Sở giao có chút buồn bực, vị trí vợ bé số 9 quả nhiên khó thể đảm đương. Phân cục quận đông, lãnh băng băng xoay huyệt Thái Dương, Bây giờ nàng cảm thấy đau đầu, không phải vì tối qua không ngủ, cũng vì hành động lớn của cảnh sát tối qua. Tuy hành động lần này do Lãnh Băng Băng phát động, nhưng đây là hành động hợp lý. Tứ Hải Bang là một tổ chức hắc đạo, đáng lý ra đã sớm bị đánh tan, nhưng vấn đề là hành động hôm qua đã vô tình có sự hợp tác với hắc đạo, vô tình dẫn đến sự liên quan giữa Hắc Bạch Đạo. Tuy lúc này không có ai trách Lãnh Băng Băng, nhưng nàng sợ rằng những kẻ có ý kiến với mình sẽ khó thể buông tha cơ hội sẽ mượn đề tài này để làm phiền nàng đúng lúc này điện thoại vang lên lãnh băng băng xoa nhẹ huyệt thái dương trong lòng có chút cảm giác bức bối người hỏi tội đã đến lãnh băng băng cầm điện thoại xem xét nàng chợt ngây người vì người điện thoại đến chính là cục trưởng hào đồ tuy nàng đã có chuẩn bị chờ người khác hỏi tội nhưng dù sao cũng không ngờ người đầu tiên là hào đồ chào anh cục trưởng hào lãnh băng băng vẫn nhận điện thoại tiểu lãnh tôi muốn nhờ cô một chuyện Hào đồ đi thẳng vào vấn đề, trong giọng nói có chút lo lắng. Lãnh băng băng không khỏi sững sờ, thì ra hào đồ cũng không phải gọi điện hỏi tội, là xin hỗ trợ sao. Tiểu lãnh, tối qua có chuyện phát sinh với Tứ Hải Bang, chắc chắn cô cũng biết rõ. Hôm qua có không ít thành viên Tứ Hải Bang đã bị chặt đứt gây tay gân chân, bây giờ bọn họ đang ở trong bệnh viện. Lúc này có một người tên là Cổ Ba đang ở trong bệnh viện phụ nhất, tôi hy vọng cô có thể nể mặt, mời bạn trai ra chữa tốt tay chân cho hắn hào đồ nhanh chóng nói lãnh băng băng có chút kinh ngạc vị cục trưởng hào này muốn mình kéo hạ thiên đến cứu chữa cho một người tứ hải bang sao cục trưởng hào tôi có thể hỏi một câu được không cổ ba này có gì đặc thù sao lãnh băng băng trần trừ hỏi hào đồ có chút trầm ngâm sau đó lão mở miệng tiểu lãnh tôi tôi cũng không gạt cô cổ ba là người tôi xếp vào nằm vùng ở tứ hải bang Lần trước chuyện phát hiện vụ án buôn lậu ở huyện Lâm Giang, còn có cả truy sát lệnh của tứ hải bang với Hạ Thiên, tất cả đều là tin tức của cậu ấy. Lãnh Băng Băng nghe Hào Đồ giải thích như vậy thì thở phào thoải mái, thì ra cổ ba là người nằm vùng, hèn gì Hào Đồ quan tâm như vậy. "Tiểu Lãnh, chuyện này phải kinh động đến cô, tôi không muốn cả đời sau đều nằm trên giường." Giọng nói của Hào Đồ có chút nghiêm trọng. "Cục trưởng Hào, tôi sẽ nói với Hạ Thiên về vấn đề này." cũng chưa thể xác nhận với anh sẽ cứu chữa hoàn toàn cho cổ ba. Lãnh Băng Băng vẫn đồng ý, Hào Đồ mời nàng hỗ trợ, tất nhiên nàng phải đồng ý. Hơn nữa, nếu đứng trên góc độ của nàng thì cũng hy vọng Hạ Thiên có thể cứu cổ ba, nàng là cảnh sát, nàng rất hiểu những người nằm vùng, thường rất khó khăn. Tiểu Lãnh, giám đốc bệnh viện phụ nhất nói cho tôi biết, nếu muốn cứu chữa hoàn toàn cho cổ ba thì chỉ có hy vọng duy nhất là Hạ Thiên. Giọng nói của Hào Đồ trong điện thoại có chút hưng phấn chỉ cần cậu ấy tình nguyện, tôi tin sẽ không có vấn đề. Vậy thì được, cục trưởng Hào, tôi sẽ liên lạc với cậu ấy. Lãnh băng băng trả lời. Tôi cúp máy trước. Hào đồ rõ ràng rất thỏa mãn với kết quả này. Khi Hào đồ cúp điện thoại thì lãnh băng băng cũng điện thoại cho Hạ Thiên. Bệnh viện phụ nhất trực thuộc Đại học Giang Hải. Liễu Vân Mạn đang cầm một não đồ xem xét bệnh tình, đúng lúc này y tá Tiếu Đồng chuyên buôn chuyện đã phóng vào. Không tốt rồi, bác sĩ liếu giang tiểu nhu lại muốn nhảy lầu tiếu đồng vội vàng nói cái gì liễu vân mạn chợt kinh hoàng nàng buông não đổ ra nói mau đưa tôi đi xem liễu vân mạn vội vàng theo y tá ra khỏi phòng liễu vân mạn vừa đi vừa hỏi cô có biết giang tiểu nhu sao lại nhảy lầu không bác sĩ liễu tôi cũng không rõ ràng chỉ là nghe nói chồng của giang tiểu nhu xảy ra chuyện tiếu đồng trả lời trương thiết xảy ra chuyện sao Liễu Vân Mạn có chút kinh ngạc. Bác sĩ Liễu, chị không nghe nói sao. Chồng của Giang Tiểu Nhu giống như là xã hội đen. Tối qua tất cả xã hội đen ở Giang Hải bị truy quét. Chồng của Giang Tiểu Nhu cũng bị chém, giống như bị tàn phế. Tiếu Đồng nói với vẻ mặt đồng tình. Giang Tiểu Nhu cũng quá đáng thương, con bị bại não, bây giờ chồng cũng tàn phế, nửa đời sau coi như không còn chỗ dựa, nếu tôi là cô ấy cũng sẽ nhảy lầu. Tâm tình của Liễu Vân Mạn chợt trầm trọng, nàng không nói thêm điều gì mà đi theo tiếu đồng. Một lát sau hai người đã ra ngoài, mà lúc này Giang Tiểu Nhu cũng đã đến vị trí nhảy lầu. Giang Tiểu Nhu, đừng làm chuyện điên rổ á. À, Liễu Vân Mạn đi ra thì Giang Tiểu Nhu đã bước qua lan can, sau đó nàng thét lên. Nàng chưa hét thì không sao, khi hét lên thì Giang Tiểu Nhu đã nhảy xuống. chương 332, tại sao lại là cô? Hạ Thiên nhận được điện thoại của lãnh băng băng thì lập tức chạy đến tụ hợp, lãnh băng băng chỉ nói trong điện thoại là sẽ cùng hắn đến bệnh viện cũng không nói thêm điều gì tất nhiên hạ thiên cũng không quan tâm đến vấn đề này cảnh sát tỉ tỉ nghĩ đến hắn vì vậy hắn phải xuất hiện dù là địa phương nào cũng được học phủ danh uyển cách bệnh viện cũng không quá xa khi hạ thiên vào bệnh viện thì xe cảnh sát của lãnh băng băng cũng mới tiến vào khi đó nàng dừng xe lại khi vừa mới xuống cửa xe còn chưa kịp bước chân xuống đã bị bế lên vợ cảnh sát tỉ tỉ tôi nhớ chị, muốn hôn chị. Hạ thiên nhanh chóng hôn lên môi lãnh băng băng, sau đó hắn đặt nàng xuống đất. Lãnh băng băng lập tức xấu hổ đỏ mặt, lưu manh này đúng là càng ngày càng quá mức. Đi với tôi vào bệnh viện, có người bị thương rất nặng, cậu nên chữa tốt cho người ta. Lãnh băng băng chừng mắt nhìn Hạ Thiên, nàng cũng không quan tâm hắn có đồng ý hay không, nàng quay lưng đi về phía bệnh viện. Hạ Thiên đi theo. Vợ cảnh sát tỉ tỉ, tên bị thương kia là thân thích với chị sao không phải lãnh băng băng trả lời vậy đối phương là nam hay nữ hạ thiên tiếp tục truy vấn nam lãnh băng băng vẫn trả lời rất ngắn gọn hạ thiên dừng bước vợ cảnh sát tỉ tỉ tôi không chữa cho tên kia lãnh băng băng không khỏi sững sờ nàng dùng ánh mắt tức giận nhìn hạ thiên vì sao tôi không chữa bệnh cho tình địch hạ thiên bĩu môi nói cái gì? Lãnh Băng Băng tưởng mình nghe lầm, tên Lưu Manh kia vừa nói gì? Hạ Thiên dùng lời lẽ hùng hồn nói: "Vợ cảnh sát tỷ tỷ, tên kia không phải là thân thích của chị, lại là đàn ông, chị quan tâm đến hắn, tất nhiên hắn là tình địch của tôi. Bây giờ chị muốn chữa bệnh cho hắn, tôi sợ rằng sẽ dùng kim đâm chết hắn." Đầu óc cậu chỉ biết nghĩ như vậy thôi sao? Lãnh Băng Băng có chút tức giận. "Cái gì mà tình địch? Tôi hoàn toàn không biết anh ta." vậy sao chị muốn tôi chữa cho anh ta? Hạ Thiên có chút không tin. Lãnh băng băng bất đắc dĩ giải thích. Cục trưởng Hào nhờ tôi hỗ trợ. Đúng là không phải tình địch. Hạ Thiên lúc này mới tin. Vậy thì được, vợ cảnh sát tỉ tỉ, tôi chữa bệnh cho anh ta. Lãnh băng băng không nhịn được phải chừng mắt nhìn Hạ Thiên, người này đúng là, suốt ngày chỉ biết xong chơi lêu lỏng, bây giờ còn nghi ngờ nàng. Hạ Thiên nghe nói không phải cứu chữa cho tình địch, Tất nhiên tâm tình của hắn sẽ tốt lên rất nhiều, hắn vươn tay kéo bàn tay mềm của Lãnh Băng Băng rồi vui vẻ đi vào bệnh viện. Lãnh Băng Băng cũng không có thói quen bị Hạ Thiên lôi kéo như vậy, nhưng nàng bây giờ tránh không thoát, hơn nữa đối phương nắm tay rất căng giống như biểu hiện quyền sở hữu công khai, căn bản không cho nàng né tránh. Vì vậy rơi vào đường cùng, nàng cũng đành để mặc hắn lôi kéo. Hai người nhanh chóng đi đến khu nhà bệnh viện, Lãnh Băng Băng đột nhiên cảm thấy có gì đó kỳ lạ cách đó không xa tụ tập một nhóm người ai cũng ngẩng đầu chỉ trỏ mau tránh ra chẳng biết có phải người nào đó nhìn thấy lãnh băng băng hay không một âm thanh chợt vang lên để dọn đường lãnh băng băng phát hiện tầm mắt mọi người nhìn lên trên vì vậy nàng cũng nhìn thoáng qua sau đó hô lên kinh hoàng á à, một người đang rơi xuống thì ra có người nhảy lầu hạ thiên nghe lãnh băng băng hô lên kinh hoàng mà cảm thấy khó chịu tên khốn nào nhảy lầu ở bệnh viện để dọa vợ hắn vậy? Hạ Thiên không thích những kẻ nhảy lầu, vì hắn cảm thấy nhảy lầu không có chút sáng ý, dù muốn chết thì chỉ cần đập đầu vào tường là xong, cần gì phải làm loạn. Hạ Thiên khó chịu thì khó chịu nhưng cũng không muốn vợ bị dọa, vì thế hắn buông lỏng tay lãnh băng băng, sau đó nhảy dựng lên chụp lấy người nhảy lầu giữa không chung. Cuối cùng hắn hạ nhẹ xuống đất rồi đặt đối phương xuống. Sao lại là cô? Lúc này Hạ Thiên đã nhìn kỹ người nhảy lầu, đây không phải là Giang Tiểu Nhu gì đó sao? Vẻ mặt Giang Tiểu Nhu có chút ngây ngốc, nàng giống như còn chưa kịp phản ứng, nàng vẫn giống như lần trước, vẫn ôm đứa con Trương Hạo trong lòng. Hạ Thiên thấy Giang Tiểu Nhu không nói lời nào thì càng thêm khó chịu. "Này, chị nghiện nhảy lầu rồi sao? Lần trước nhảy lầu dọa chị Vân Mạn, bây giờ lại dọa cảnh sát tỉ tỉ, tôi cũng đã nói chị đổi địa điểm nhảy lầu, sao lại tiếp tục nhảy lầu trước mặt vợ tôi?" Có phải chỉ cố ý gây khó cho tôi không? Đáng tiếc là Giang Tiểu Nhu giống như bị kích thích quá lớn, nàng ngồi xuống đất với vẻ mặt ngây ngốc, nàng không có chút phản ứng với lời nói của Hạ Thiên. Có chuyện gì xảy ra? Có chuyện gì mà phải đến mức phải nhảy lầu? Lãnh Băng Băng đi đến bên cạnh Giang Tiểu Nhu, nàng ngồi xuống dùng giọng dịu dàng hỏi. Giang Tiểu Nhu lúc này mới có phản ứng, nhưng nàng vẫn dùng ánh mắt ngây ngốc nhìn Lãnh Băng Băng, sau đó nàng cúi đầu nhìn đứa bé vẫn còn ngủ trong lòng. Đúng lúc này một bác sĩ xinh đẹp như tiên và một y tá cũng khá xinh nhanh chóng chạy về phía Giang Tiểu Nhu, hai người này chính là Liễu Vân Mạn và y tá lắm chuyện Tiếu Đồng. Giang Tiểu Nhu, sao chị lại như vậy? Mấy ngày trước chị đã nhảy lầu, chị may mắn không việc gì, sao bây giờ lại tiếp tục? Sao chị không biết quý trọng tính mạng mình, chị cho rằng lần nào cũng may mắn, cũng có người đến cứu sao? Liễu Vân Mạn có vẻ rất tức giận. Tôi đã sớm nói với chị Bệnh bại não cũng không phải nan y, con của chị mới 5 tuổi, y học sẽ còn phát triển, ai biết được vài chục năm sau cháu sẽ được chữa hết bệnh. Hu hu. Giang Tiểu Nhu đột nhiên khóc giống lên, nàng vừa khóc vừa nói. Bác sĩ Liễu, tôi cũng không muốn chết, nhưng bây giờ tôi không chết thì biết làm sao? Tiểu Hạo có bộ dạng thế này, chồng tôi lại bị người ta chém tàn phế, bác sĩ nói cả đời này anh ấy không khôi phục trở lại. Tôi không việc làm, Tiểu Hạo bệnh cần tiền chồng tôi lại nằm liệt giường, anh ấy cũng cần tiền, chị nói xem tôi phải làm sao. Khi nghe Giang Tiểu Nhu nói như vậy thì đám người vây quanh vốn không biết gì cũng sinh ra cảm giác đồng tình, người phụ nữ này thật sự quá đáng thương, con bị bại não, chồng tàn phế, mình lại thất nghiệp, rõ ràng chết quách cho rồi. Hai mắt Liễu Vân Mạn trở đỏ hồng, nàng vừa nghe Tiếu Đồng nói chồng của Giang Tiểu Nhu xảy ra chuyện, nàng còn tưởng rằng đây chỉ là tin đồn nhảm, không ngờ lại là sự thật. Giang Tiểu Nhu vốn đã tị hiệt vọng vì chuyện của con trai, bây giờ lại mất đi chỗ dựa là chồng, nàng vì quá quẩn trí mà nhảy lầu, điều này cũng quá bình thường. Giang Tiểu Nhu, tôi biết chị rất quẩn, nhưng chị phải tin tôi, dù sao cũng có biện pháp. Liễu Vân Mạn dùng giọng dịu dàng nói. Tôi cũng vậy, tôi sinh ra đã có bệnh, hơn một tháng trước tôi còn nghĩ rằng mình không sống quá 25 tuổi. Nhưng bây giờ bệnh của tôi đã hết, chị nên tin tôi, chị cũng sẽ gặp được kỳ tích. Liễu Vân Mạn nói đến đây thì không khỏi nhìn Hạ Thiên, kỳ tích của nàng chính là hắn. Giang Tiểu Nhu nhảy lầu hai lần nhảy lầu mà vẫn còn sống, tất nhiên cũng có thể nói là kỳ tích, cũng vì có Hạ Thiên, nếu không thì chẳng có ai cứu được Giang Tiểu Nhu. Thật ra Liễu Vân Mạn không thể không nghĩ đến vấn đề nói Hạ Thiên chữa bệnh cho con của Giang Tiểu Nhu, nhưng nàng cũng không biết đối phương có chữa được bệnh bại não hay không. Hơn nữa nàng cảm thấy mình có quá nhiều yêu cầu với Hạ Thiên, không nên tiếp tục đưa ra yêu cầu. Trước đó nàng đã yêu cầu hắn chữa cho tất cả thân nhân, nhưng nếu bây giờ nàng còn bắt hắn hỗ trợ cả bệnh nhân của mình, như vậy đúng là quá mức. Không có kỳ tích, bác sĩ liếu, trên đời này không có ai chữa được bệnh bại não. Giang Tiểu Nhu tuy đã khóc nhỏ hơn nhưng giọng nói vẫn cực kỳ tuyệt vọng. Ai nói không chữa được bệnh bại não? Hạ Thiên có chút khó chịu. Này, con của chị bị bại não sao? Chỉ vì một đứa con bị bại não mà muốn chết muốn sống, có cần như vậy sao? Người liên quan bên ngoài nghe thấy như vậy cũng không biết nên nói gì, cái gì là bại não. Cũng không biết có bao nhiêu bậc cha mẹ táng ra bại sản vì con cháu mắc bệnh như vậy. Giang Tiểu Nhu nhìn Hạ Thiên, nàng chợt sinh ra xúc động muốn mắng người. Tuy người này đã cứu nàng hai lần, nhưng nàng thật sự không thể nói lời cảm ơn, vì mỗi lần cứu nàng, những lời hắn nói ra cực kỳ khó chịu. Này, cậu có chữa tốt cho con chị ấy không? Lãnh băng băng khẽ hỏi. Tất nhiên, tôi chữa được, chẳng qua có ra tay hay không mà thôi." Hạ Thiên dùng giọng tự tin nói. Giang Tiểu Nhu nghe nói như vậy thì trong mắt lóe lên cái nhìn kỳ dị. "Cậu có thể chữa tốt cho con tôi sao?" Giang Tiểu Nhu cũng không đợi Hạ Thiên mở miệng, nàng nói với Liễu Vân Mạn. "Bác sĩ Liễu, chị vừa nói mình có bệnh nan y, có phải là cậu ấy chữa hay không? Cậu ấy là bạn trai của chị, có phải cũng là bác sĩ không?" Liễu Vân Mạn có chút chần chừ, sau đó nàng vẫn gật đầu. Đúng vậy, cậu ta cũng là bác sĩ." Giang Tiểu Nhu đột nhiên ôm con đứng lên, nàng chạy vài bước rồi quỳ dập xuống trước mặt Hạ Thiên. "Bác sĩ, van xin cậu, cứu con tôi, chỉ cần anh có thể cứu con tôi, muốn gì tôi cũng đáp ứng." "Thật sự điều gì cũng đáp ứng sao?" Hạ Thiên hỏi. "Chỉ cần có thể chữa tốt cho con tôi, dù làm trâu ngựa tôi cũng tình nguyện." Giang Tiểu Nhu vội vàng nói, có câu nói cái gì cũng thử khi tuyệt vọng, dù nàng không biết Hạ Thiên nhưng lúc này hắn là cọc cứu mạng giữa dòng nước lũ. Nàng đã nhảy lầu hai lần và đều được đối phương cứu, vì vậy nàng hiểu đối phương nhất định có bản lĩnh. Đám người vây quanh nghe vậy thì ánh mắt nhìn Giang Tiểu Nhu có chút mập mờ, thật ra Giang Tiểu Nhu cũng không tệ, ít nhất cũng có thể thỏa mãn nhiều đàn ông ở đây. Liễu Vân Mạn cũng không khỏi thầm nghĩ, chẳng lẽ sắc lang này đói bụng ăn quàng. Lãnh băng băng chừng mắt nhìn Hạ Thiên, nàng không tự giác phải cắn chặt răng, nếu Lưu Manh dám đưa ra điều kiện hồ đồ, nàng sẽ không để ý đến hắn. chương 333, bị người tố cáo. À, vậy thì nhớ kỹ, lần sau đừng nhảy lầu trước mặt vợ tôi, nếu không con chị đã được chữa lành nhưng tôi vẫn có thể cho bại não trở lại. Hạ Thiên hời hợt nói. Đám người xung quanh nghe thấy Hạ Thiên nói như vậy thì có chút thất vọng, nếu không sẽ có một tin tức một kẻ tự xưng là thần y uy hiếp thiếu phụ phải hiến thân. Liễu Vân Mạn và Lãnh Băng Băng cũng không hẹn mà cùng nhau thở vào một hơi, yêu cầu của tiểu sắc lang có vẻ lạ đời nhưng tuyệt đối không quá đáng. Nếu Hạ Thiên biết được ý nghĩ của lãnh băng băng và Liễu Vân Mạn thì chắc chắn sẽ đánh mông các nàng, dù trước đó hắn không nỡ đánh mông lãnh băng băng nhưng sẽ phải ra tay, ai bảo vợ nghĩ rằng ánh mắt của hắn thấp kém như vậy. Giang Tiểu Nhu đang còn quỳ trên mặt đất chợt ngây người, nửa ngày sau nàng mới dùng giọng khó tin nói. Chỉ có yêu cầu này thôi sao? Chị nghĩ rằng tôi sẽ có yêu cầu gì? Hạ Thiên có chút mất hứng nhìn chị là biết không có tiền vì vậy tôi cũng không lấy tiền nhưng sợ rằng chị sẽ tiếp tục nhảy lầu dù nhảy lầu cũng không liên quan đến tôi chết cũng không sao nhưng lại hù dọa vợ tôi cũng không tốt vì vậy nể mặt vợ tôi sẽ chữa cho đứa con bại não và người chồng tàn phế của chị sau này chị đừng đến đây nhảy lầu là được cảm ơn bác sĩ cảm ơn bác sĩ cậu thật sự là người tốt giang tiểu nhu vì quá vui mừng mà hầu như muốn dập đầu với hạ thiên nhưng nàng bị Liễu Vân Mạn giữ chặt nên không thể làm gì được. Hạ Thiên dùng ánh mắt bất mãn nhìn nàng. Này, tôi không phải người tốt, nếu chị nói tôi là người tốt, tôi sẽ không chữa bệnh cho chồng con chị. Giang Tiểu Nhu không khỏi ngây người, bác sĩ nào có tâm tính cổ quái như vậy. Khen làm người tốt mà không thích sao. Nhưng nghe nói Hạ Thiên sẽ không thèm chữa bệnh cho con, Giang Tiểu Nhu sợ hãi không dám nói thêm điều gì, không dám nói Hạ Thiên là người tốt. Đi thôi, đưa tôi đi tìm chồng chị tôi sẽ chữa cho anh ta trước anh ta vừa bị chém không lâu bây giờ chữa sẽ hồi phục nhanh hơn hạ thiên lại mở miệng nói đồng thời hắn kéo lãnh băng băng đi vào trong bệnh viện vợ cảnh sát tỉ tỉ người cần chữa trị ở đâu giang tiểu nhu cũng vội vàng đứng lên nàng ôm con đuổi theo lầu ba bệnh viện hạ thiên gặp được trương thiết bị chém cực kỳ thê thảm sau khi xác nhận đây là chồng của giang tiểu nhu hắn tiến lên xem mạch sau đó cầm ngân châm đâm vài chục lần lên người đối phương, cuối cùng nói với Giang Tiểu Nhu. Chồng chị hai ngày nữa có thể xuất viện, sau đó nếu chị và chị Vân Mạn có rãnh, nói chị Vân Mạn đưa chị đến kiểu ra, tôi sẽ chữa bệnh cho con chị ở đó, đừng đi nhảy lầu nữa. Hạ Thiên cũng không quan tâm đến Giang Tiểu Nhu đang sững sờ, hắn kéo tay lãnh băng băng đi sang một phòng bệnh khác, bên kia còn có một tên bị chém cực kỳ thê thảm cần điều trị. Khi Hạ Thiên đi vào phòng bệnh của cổ ba, ngoài cổ ba đang nằm trên giường bệnh thì còn có một một người khác hạ thiên cũng không xa lạ gì người này đây là giám đốc bệnh viện phụ nhất là hà minh tuy bây giờ phòng bệnh đã đầy bệnh nhân nhưng cổ ba vẫn được nhận yêu đãi đặc biệt hắn được nằm trong một phòng riêng hơn nữa còn được chính giám đốc hà minh đến xem xét rõ ràng điều này có liên quan đến sự quan tâm của cục trưởng hào đồ hạ thần y anh đã đến khi thấy hạ thiên thì hà minh vội vàng tiến lên chào hỏi Bộ dạng của lão cũng không có chút ngạc nhiên, rõ ràng đã biết Hạ Thiên sẽ đến. Hạ Thiên đi về phía giường bệnh, hắn kiểm tra tình huống của Cổ Ba, sau đó phát hiện tình huống của người này giống hệt như Trương Thiết. Hắn cũng không nói nhiều mà trực tiếp lấy ngân châm đâm vài chục lần lên người Cổ Ba. Dù là Trương Thiết hay Cổ Ba thì cũng đã được bệnh viện làm phẫu thuật, những gân tay gân chân đều đã được nối, nhưng vấn đề là dù được giải phẫu nhưng muốn khôi phục lại là không thể. Bây giờ điều Hạ Thiên cần làm chính là thúc ép gân tay gân chân nhanh chóng nối liền, để bọn họ khôi phục lại tình trạng trước khi bị chém. Được rồi, hai ngày nữa xuất viện. Hạ Thiên cũng để lại một câu như vậy rồi kéo lãnh băng băng ra khỏi phòng bệnh, dù hắn có ở lại bệnh viện cũng đến phòng làm việc của Liễu Vân Mạn chứ không ở đây. Hạ thần y, xin anh chờ chút. Hà Minh vội vàng đuổi theo. Có chuyện gì sao? Hạ Thiên có chút mất hứng. Tôi nói trước nhé, nếu còn người nào bị rứt gân tay chân nằm trong bệnh viện cũng không liên quan đến tôi. Hạ Thiên cũng không tốt đẹp như vậy, đám người kia đều bị vợ hắn chém, hắn cũng không muốn trị cho họ, chữa xong để bọn họ tìm chém mình sao? Hạ thần y, anh hiểu lầm rồi." Hà Minh giải thích, "Lần trước anh chữa cho cháu của tôi, tôi còn chưa có cơ hội báo đáp, không biết bây giờ anh có để lại cho một số tài khoản, tôi sẽ chuyển tiền công." Hà Minh khựng lại rồi bổ sung, "Tất nhiên nếu anh muốn tiền mặt thì tôi sẽ đưa qua. Việc này sao? Hạ Thiên phát hiện mình giống như đã quên, hắn suy nghĩ rồi nói. Tôi không mang thẻ ngân hàng bên người, cũng không nhớ rõ số tài khoản. Thôi thì thế này đi, ông cũng đừng đưa tiền, trực tiếp mua cho chị Vân Mạn một chiếc xe, mấy hôm trước xe của chị ấy đã bị tông hư rồi. Mua xe cho bác sĩ liếu sao? Hà Minh ngẩn ngơ, sau đó lão gật đầu. Không có vấn đề, hạ thần y, anh có biết bác sĩ liếu thích xe gì không? Điều này, Hạ Thiên gãi đầu, hắn cũng không biết gì nhiều. Tôi cũng không biết, thôi được rồi, ông cứ đưa tiền cho chị Vân Mạn, để chị ấy tự đi mua. Được, tôi sẽ đưa tiền cho bác sĩ liếu. Hà Minh khẽ gật đầu. Hạ Thiên không nói gì thêm, hắn kéo lãnh băng băng rời khỏi bệnh viện. Lãnh băng băng đã một đêm không ngủ nên không thể chịu đựng thêm. Sau khi nàng rời khỏi bệnh viện thì không về cục cảnh sát nàng lái xe về biệt thự ở khu cảnh huyền. Hạ Thiên không có việc gì làm cũng đi theo lãnh băng băng, điều làm cho hắn cảm thấy vui sướng chính là em họ lãnh hồng bác của lãnh băng băng và bạn gái Vương Vi đã không còn ở đây, tất nhiên sẽ không còn bóng đèn. Tôi đi ngủ, cậu cứ xem tivi hoặc cùng đi lên. Lãnh băng băng đã sớm mệt mỏi dã rời, nàng ngáp một cái rồi đi lên phòng ngủ. Hạ Thiên vừa rồi rất mất hứng với trò chơi bài, bây giờ hắn cũng không có hứng lên mạng, còn chuyện tivi, Hắn càng không có hứng thú, hắn chỉ muốn ngủ với lãnh băng băng. Khi Hạ Thiên còn đang suy nghĩ xem nên cùng ngủ với cảnh sát tỷ tỷ hay làm việc khác thì chuông cửa đã vang lên. Keng, 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 keng. Hạ Thiên đi ra mở cửa, hắn phát hiện bên ngoài là một người mặc chế phục, bộ dạng khá tốt, chỉ kém hắn một chút mà thôi. Anh là ai? Hạ Thiên dùng ánh mắt tràn đầy địch ý nhìn đối phương, trong lòng đã sớm có kế hoạch. Nếu đối phương đến tìm cảnh sát tỉ tỉ, hắn sẽ đánh văng ra. Tôi là Vũ Kinh, là người của tòa án nhân dân thành phố, xin hỏi cậu có phải là Hạ Thiên không? Người đàn ông mặc chế phục hỏi. Tôi là Hạ Thiên, tìm tôi có chuyện gì? Hạ Thiên có chút kỳ quái, người này không phải đến tìm cảnh sát tỉ tỉ, vì vậy hắn cũng không cần ra tay. Tôi đến tìm cậu để đưa đơn khởi tố." Vũ Kinh nói, sau đó hắn lấy từ trong cặp ra một tờ văn kiện đưa cho Hạ Thiên. Anh nhìn xem, sau đó ký vào. Đơn khởi tố sao? Hạ Thiên có chút buồn bực, ai tố cáo hắn? Hạ Thiên mở ra xem, hắn nhìn lướt qua rồi nổi giận, thì ra là Liễu Kỳ, thật sự không nên chữa bệnh cho con khỉ già này. Người chạy đến tòa án tố cáo Hạ Thiên là Liễu Kỳ, đây chính là lão già khốn kiếp mà vài ngày trước Hạ Thiên đã chữa bệnh xong xuôi. Liễu Kỳ nói chữ ký trong hợp đồng chuyển nhượng cổ phần không phải của mình, vì vậy giấy chuyển nhượng không hiệu quả, muốn Hạ Thiên trả lại cổ phần. Liễu Kỳ khốn kiếp, ngay bây giờ tôi sẽ đi xử lý ông. Hạ Thiên tức giận nói, lúc này hắn thật sự nổi giận, trên đời có loại người này sao? Chị hết bệnh lại muốn quyệt tiền, dễ dàng vậy sao? Hạ Thiên sinh, phiền anh ký vào đây để xác nhận đã nhận được tài liệu. Vũ Kinh thúc giục Hạ Thiên. Biết rồi. Hạ Thiên ký vài chữ, sau đó hắn phất tay. Đi nhanh đi, đừng làm phiền tôi. Vũ Kinh có chút khó chịu, nhưng hắn cũng không quan tâm mà xoay người bỏ đi. Vì hắn biết rõ người ở biệt thự này phần lớn đều có bối cảnh, hắn chỉ là một nhân viên tòa án, không thể trêu vào. Vũ Kinh vừa đi thì Hạ Thiên đã điện thoại cho Liễu Vân Mạn. "Chị Vân Mạn, chị biết Liễu Kỳ ở đâu không?" Điện thoại vừa thông thì Hạ Thiên đã hỏi ngay. "Tam Thúc sao?" Liễu Vân Mạn có chút kỳ quái. "Hạ Thiên, cậu tìm Tam Thúc làm gì?" "Lão già kia tố cáo tôi, muốn tôi phải trả lại cổ phần." hạ thiên tức giận nói tuy hắn không quan tâm đến vài chục triệu cổ phần này nhưng thứ này nên là của hắn bây giờ liễu kỳ đổi ý đây không phải đang đùa giỡn hắn sao trên đời này không có người dám đùa giỡn hắn như vậy cái gì liễu vân mạn chấn động có chuyện này sao liễu vân mạn không đợi hạ thiên nói mà vội vàng tiếp tục hạ thiên cậu chờ chút tôi sẽ điện thoại cho mai tam thẩm để xem có chuyện gì xảy ra liễu vân mạn cúp điện thoại năm phút sau nàng điện thoại đến cho Hạ Thiên. Hạ Thiên, tôi đã hỏi Mai Tam Thẩm, cũng hỏi bà nội, mọi người đều không biết chuyện này. Có lẽ là Tam Thúc tự mình làm nên. Liễu Vân mạn vội vàng nói. Nghe Mai Tam Thẩm nói, ngày hôm trước Tam Thúc đã ra nước ngoài, bảo là muốn điều dưỡng thân thể, không biết khi nào mới về. Tôi cũng đã điện thoại cho Tam Thúc, nhưng không gọi được. Như vậy Liễu Kỳ chạy ra nước ngoài rồi sao? Hạ Thiên rất bức bối điều này đúng là vô nghĩa chẳng lẽ không còn cách nào xử lý liễu kỳ sao hạ thiên tôi cũng không biết đầu óc tam thúc có vấn đề hay không sao lại đến tòa án tố cáo cậu nhưng bà nội đã nói nếu lần này cậu thua kiện bà sẽ dùng cổ phần của mình để bù cho cậu bà cũng sẽ tìm cách liên hệ với tam thúc để nói chú ấy rút đơn kiện liễu vân mạn có chút lo lắng nàng sợ hạ thiên tức giận sẽ động đến đám em họ như vậy sẽ là phiền toái lớn chương 334, lại là anh hùng cứu mỹ nhân. Chị Vân Mạn, chị nói cho Liễu Kỳ biết, tốt nhất là ông ta nên tự sát, nếu không tôi sẽ cho ông ta chết cực kỳ thê thảm. Hạ Thiên vẫn rất tức giận, Liễu Kỳ khốn kiếp rõ ràng đã chạy ra nước ngoài. Hạ Thiên, cậu đừng nóng, tam thúc chính là như vậy, cậu không đáng phải tức giận với chú ấy. Liễu Vân Mạn bắt đầu dùng giọng dịu dàng an ủi Hạ Thiên, tuy nàng nói hắn đừng nổi giận, nhưng dù là nàng cũng không khỏi bực bội. Tam Thúc này đầu óc có vấn đề rồi sao? Dù đầu óc có vấn đề cũng không nên làm ra những chuyện khó ngờ như vậy chứ." Liễu Vân mạn dừng lại một chút rồi nói thêm, "Hạ Thiên, Tam Thúc sợ rằng sẽ không trở về ngay, chú ấy có lẽ ủy thác cho luật sư tiến hành tố tụng. Chú ấy cố gắng không muốn liên lạc với chúng ta, tôi nghĩ các Tam Thẩm cũng không xuất ngoại, chỉ có một mình Tam Thúc ra nước ngoài." Liễu Kỳ là một người chẳng có năng lực đàn ông, tất nhiên sẽ không đưa năm vị Tam Thẩm của chị ra nước ngoài. Hạ Thiên đón lời, hắn nghĩ vậy mà cảm thấy tâm tình có chút khá hơn, cuối cùng hắn cũng là người sáng suốt. Hắn đã sớm biết Liễu Kỳ không phải loại người tốt đẹp gì, vì thế tuy cứu tỉnh Liễu Kỳ, cũng chữa luôn căn bệnh của Liễu gia, nhưng vấn đề là năng lực đàn ông của Liễu Kỳ lại bị hắn cố ý bỏ qua, vì vậy bây giờ Liễu Kỳ cũng không phải là một người đàn ông thật sự. Liễu Vân mạn chợt ngẩn ngơ, nàng cũng rất xấu hổ khi đề cập đến vấn đề này, vì vậy vội vàng di chuyển chủ đề. Hạ Thiên, Vậy cậu có mời luật sư không? Cậu có quen luật sư sao? Nếu không thì cậu nên nói Tiểu Kiều hỗ trợ, có lẽ cô ấy sẽ có luật sư. Luật sư sao? Hạ Thiên có chút vui sướng, Liễu Kỳ cũng không phải chỉ biết làm chuyện xấu, hắn còn giúp Hạ Thiên có được lý do quang minh chính đại để đi tìm chị Vân Thanh. Trong một khu phố thương mại ở quận đông thành phố Giang Hải, nơi đây có một tòa nhà 10 tầng, vị trí đối diện thang máy lầu 9 có một bảng hiệu không quá rõ ràng, đây là văn phòng luật sư Vân Thanh một tháng trước vân thanh và một vài bạn bè luật sư quyết định mở văn phòng luật sư trần ích và chu đông trước đó muốn gây phiền phức cho nàng vẫn còn nằm trong bệnh viện vì vậy khoảng thời gian này nàng tương đối thuận lợi tháng này nhận được khá nhiều vụ án hôm nay vừa có một vụ án giết người được xét xử nàng là người thắng kiện cũng nhận được một khoản tiền lớn vì vậy bây giờ tâm tình của nàng bây giờ không tệ vân thanh thấy đã gần trưa nàng sửa sang bàn công tác sau đó ra ngoài dùng cơm Vân Thanh vừa rời khỏi tòa nhà thì có một cô gái xinh xắn chạy đến, chỉ sau khoảnh khắc đã đến vị trí cách nàng vài thước, nàng cũng không chú ý. Cô gái xinh đẹp này cầm trong tay một cái chai, trong chai là một loại chất lỏng gì đó, khi thấy Vân Thanh thì ánh mắt nàng rất oán độc. Vân Thanh, cô lại yêu tinh hại chết người, đi chết đi. Cô gái xinh đẹp chợt hét lên, sau đó nàng rội chất lỏng trong chai về phía Vân Thanh. Khi nghe thấy những lời này thì Vân Thanh vô thức quay đầu, sau đó nàng thấy một loại chất long trong suốt phóng vào mặt, khoảnh khắc này trong đầu nàng chợt có một ý niệm, axit. Vân Thanh vô thức muốn tránh nhưng giống như đã muộn, trên mặt cô gái xinh xắn đã có nụ cười báo thù. Khi Vân Thanh còn cho rằng mình sẽ bị dội axit vào mặt thì chợt cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, nàng bị ai đó bế lên. Khoảnh khắc sau nàng đã phát hiện mình ở bên ngoài vài thước, vòng eo mềm mại của nàng đang được một cánh tay có lực siết chặt. Vân Thanh còn chưa hết kinh hồn, nàng quay đầu lại và thấy được một gương mặt quen thuộc là cậu sao vân thanh cũng không ngờ người cứu mình vào lúc quyết định chính là người đã cứu nàng nhiều lần vào tháng trước nhưng nàng cho rằng đối phương thích leo lên người chị là hạ thiên chị vân thanh tất nhiên là tôi hạ thiên mở lớn cặp mắt hắn cười hì hì đã lâu rồi không gặp tôi chắc chị phải nhớ tôi chứ quỷ mới nhớ cậu vân thanh thẩm oán một câu nhưng nàng đang định nói gì đó thì nhìn thấy người phụ nữ trước đó không dội axit chúng mục tiêu bây giờ đang tiếp tục hành động người kia tiếp tục tung axit lúc này cả nàng và Hạ Thiên đều là mục tiêu của đối phương mau tránh ra Vân Thanh không khỏi hô lên kinh hoàng Vân Thanh muốn chạy nhưng vì Hạ Thiên ôm eo nên căn bản không thể làm gì được khi nàng phát hiện đối phương không có hành động gì thì chợt căng thẳng người này dù muốn chết cũng đừng nên kéo theo nàng chứ á à, một tiếng kêu thảm thiết vang lên khi nghe thấy tiếng kêu, lại nhìn thấy người phụ nữ quay cuồng kêu gào trên mặt đất, Vân Thanh không khỏi ngẩn ngơ. Sao lại như vậy, axit không phải hắt về phía mình à, sao lại dội lên người kia? Vân Thanh dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Hạ Thiên, sau đó nàng vội vàng gọi số cấp cứu. Vân Thanh nói điện thoại xong thì phát hiện Hạ Thiên vẫn còn ôm eo mình, giống như căn bản không muốn buông ra, vì vậy nàng thầm tức giận, người này không biết tự giác sao. Hạ Thiên sinh, cậu có thể buông tay được chưa? Vân Thanh không nhịn được phải nó. Hạ Thiên ra vẻ vô tội. Chị Vân Thanh, tôi nghĩ chị thích được ôm như vậy. Vân Thanh rất muốn bóp chết người này, sao có loại người dày mặt như vậy? Nhưng dù sao Hạ Thiên cũng buông lỏng tay, Vân Thanh cũng không nói thêm điều gì, nhưng trong lòng lại lo lắng. Người này sao lại đến tìm mình, chẳng phải chưa hết hy vọng với mình à? Vân Thanh nhớ đến những tình cảnh với Hạ Thiên vào tháng trước mà còn chưa hết bất an, người này có quan hệ với cả hắc bạch hơn nữa còn thích lái máy bay bà già luôn có ý với nàng tháng qua người này chưa từng xuất hiện điều này làm nàng tưởng rằng mình đã thoát nào ngờ bây giờ đối phương lại xuất hiện mãi đến khi xe cứu thương chạy đến thì vân thanh mới phục hồi lạ từ trong lo lắng sau đó nàng nhìn hạ thiên lại lo lắng vì người này đang nhìn nàng bằng ánh mắt sáng quắc bộ dạng giống như muốn lột trần và ăn sạch nàng khụ khụ vân thanh nhịn không được phải ho khan muốn Hạ Thiên thu hồi ánh mắt quá phận. Đáng tiếc là Hạ Thiên không có phản ứng, hắn vẫn dùng ánh mắt hứng thú nhìn Vân Thanh. Một tháng không gặp, Vân Thanh vẫn xinh đẹp, dáng người vẫn trưởng thành, cặp mắt sách vẫn đẹp ngất ngây, mà dáng người lại càng làm Hạ Thiên nhìn không biết chán. Hạ Thiên sinh, cậu đến có chuyện gì sao? Khi không còn cách nào khác thì Vân Thanh phải hỏi. Đúng vậy, chị Vân Thanh, tôi đến tìm chị. Hạ Thiên khẽ gật đầu nói, Ánh mắt vẫn nhìn vào người Vân Thanh. Vân Thanh nghe nói như vậy thì trong lòng càng lo lắng, người này đúng là đến tìm mình, phiền phức lớn rồi. Cậu tìm tôi có chuyện gì? Vân Thanh do dự rồi hỏi. Hạ Thiên trừng mắt. "Chị Vân Thanh, tìm chị tất nhiên là có chuyện. À, vậy chúng ta sang quán cơm đối diện, vừa ăn vừa nói nhé." Vân Thanh cuối cùng cũng không chịu được ánh mắt Hạ Thiên, nàng muốn tìm địa phương che lấp. "Được." Hạ Thiên đồng ý cùng ăn cơm với vợ tương lai rõ ràng là cầu còn chưa được, tất nhiên nếu ăn vợ thay cơm thì còn tốt hơn. Trên con đường đối diện có một nhà hàng bình thường, Vân Thanh và Hạ Thiên cùng nhau qua đường, đi vào nhà hàng rồi tìm bàn lớn ngồi xuống. Vân Thanh cảm thấy rất tốt, vì có bàn che mà Hạ Thiên dù nhìn chầm chầm thì cũng không thể thấy hết toàn thân, như vậy cũng không làm nàng sinh ra cảm giác bị lột trần. Chị Vân Thanh, tôi muốn chị giúp một vụ kiện hạ thiên vẫn nhìn chằm chằm vào gương mặt và dáng người của vân thanh đồng thời cũng nói ra mục đích mời tôi giúp một vụ kiện sao vân thanh chợt ngẩn ngơ người này tìm mình vì việc chính thật sao đúng vậy chị vân thanh có tên tố cáo tôi hạ thiên cầm văn kiện đưa cho vân thanh đây có đơn tố cáo chị xem trước đi vân thanh gật đầu nàng nhận văn kiện cũng lấy đơn tố cáo ra xem hạ thiên quả nhiên có chuyện cần tìm nàng vì vậy mà nàng cũng yên lòng dù thế nào thì đối phương cũng có ơn lớn với nàng nếu thật sự cần nàng giúp thì không có lý do từ chối nhưng sau khi xem xong đơn tố cáo thì vân thanh cảm thấy hạ thiên quá khốn kiếp trị bệnh cho người ta mà muốn lấy một nửa gia sản tổng cộng hơn hai chục triệu đúng là cắt cổ lợi nhuận còn cao hơn cả luật sư hạ tiên sinh chữ ký trên văn bản chuyển nhượng cổ phần không phải là của liễu kỳ sao vân thanh hỏi hạ thiên gãi đầu Chị Vân Thanh, điều này tôi không biết. Khi ký văn bản chuyển nhượng cổ phần, có phải Liễu Kỳ đang hôn mê hay không? Vân Thanh lại hỏi. Đúng vậy, khi đó Liễu Kỳ sắp chết. Hạ Thiên gật đầu. Như vậy đây là chữ ký giả. Vân Thanh khẽ nhíu mày. Hạ tiên sinh, nếu như vậy mà ra tòa thì tỷ lệ thắng kiện là rất thấp. À, không sao, chị Vân Thanh, chị chỉ cần giúp tôi là được, thua tôi cũng không trách chị. Hạ Thiên cũng không quan tâm hắn chẳng qua chỉ muốn lợi dụng cơ hội để lôi kéo làm quen với Vân Thanh mà thôi. Đối với hắn thì ra tòa là chuyện nhỏ, kiếm vợ mới là chuyện lớn. Vậy thì được, tôi sẽ cố gắng giúp cậu. Vân Thanh khẽ gật đầu, nàng cũng không nhắc đến phí, vì nàng muốn miễn phí cho Hạ Thiên, coi như một báo đáp nho nhỏ. Luật sư Vân, đúng lúc này một người đàn ông hơn 30 đi vào nhà hàng, người này dùng giọng nhiệt tình chào hỏi Vân Thanh. Vân Thanh khẽ nhíu mày, nàng nở nụ cười miễn cưỡng. Hoàng tiên sinh, trùng hợp quá. Luật sư Vân, anh cố ý đến tìm em. Hoàng tiên sinh mỉm cười. Nghe nói người phụ nữ điên trương phỉ vừa mới tạt axit vào em, vì vậy anh tranh thủ chạy đến xin lỗi. Không ngờ người này lại điên khùng như vậy, lại dám dùng phương pháp độc hại kia để làm bị thương luật sư Vân. chương 335, người đáng thương sẽ có chỗ đáng hận. Vân Thanh lại lắc đầu. Hoàng tiên sinh, vừa rồi cũng không có ai tạt axit lên người tôi. Người được gọi là Hoàng Tiên Sinh nghe như vậy thì chợt sướng sờ. Luật sư Vân, nhưng có người chứng kiến người phụ nữ điên trương phỉ tạt axit lên người cô mà. Vậy thì họ nhìn lầm rồi. Vân Thanh thản nhiên nói. Hoàng Tiên Sinh nhìn Vân Thanh, sau đó hắn nở nụ cười. Luật sư Vân, anh biết rõ em thiện lương, nhưng em thiện lương cũng không có tác dụng với người phụ nữ điên trương phỉ. Hoàng Tiên Sinh, anh ly hôn với trương phỉ cũng thành công bảo vệ tài sản bây giờ trương phỉ đã bị thương và đưa vào bệnh viện anh cần gì phải khăng khăng đuổi giết như vậy trong giọng nói của vân thanh có vài phần bất đắc dĩ sau đó nàng di chuyển chủ đề hoàng tiên sinh anh còn chuyện gì không nếu không thì tôi còn cùng bạn dùng cơm hoàng tiên sinh tất nhiên nghe rõ giọng điệu đuổi khách của vân thanh nhưng sau đó hắn cũng không bỏ đi mà dùng ánh mắt rất sâu sắc nhìn hạ thiên sau đó tiếp tục luật sư vân đây là bạn trai của em sao? Hoàng tiên sinh, đây là chuyện của tôi, cũng không cần nói rõ với anh. Vân Thanh rất bất mãn, nàng không trả lời vấn đề của đối phương. Vậy thì được, luật sư Vân, tôi sẽ không quấy giày chị dùng cơm với bạn trai. Hoàng tiên sinh cuối cùng cũng thức thời bỏ đi, nhưng trước khi đi hắn còn nhìn kỹ Hạ Thiên, giống như ghi nhớ hình dáng của đối phương. Hạ Thiên nhìn bóng lưng của Hoàng tiên sinh mà có chút vui sướng tuy người đàn ông kia có vẻ rất chán ghét nhưng lại khá thông minh biết tôi là bạn trai của chị vân thanh khoảnh khắc này vân thanh hoàn toàn không biết nói gì hơn sau đó nàng phản bác hạ tiên sinh tôi không phải bạn gái của cậu chị vân thanh vừa rồi chị không phủ nhận như vậy rõ ràng là thừa nhận chị đã thừa nhận làm bạn gái của tôi sao bây giờ lại đổi ý hạ thiên nhìn vân thanh bộ dạng rất chuyên chú chị vân thanh không thể tùy tiện đổi ý nếu không sẽ bị đánh đòn hạ tiên sinh vừa rồi tôi chỉ gạt hoàng chiết mà thôi cũng không muốn anh ta tiếp tục đến quấn lấy tôi vân thanh có chút bất đắc dĩ sao chị vân thanh tên họ hoàng ngu mốc kia dám có ý với chị à hạ thiên có chút tức giận chị vân thanh sao không nói sớm nếu nói sớm thì em đánh văng hắn ra ngoài rồi vân thanh dùng ánh mắt cổ quái nhìn hạ thiên người này vừa rồi còn khen đối phương thông minh Bây giờ lại chuyển sang ngu ngốc, đổi giọng cũng không nhanh vậy chứ. Hạ Tiên Sinh, đây là chuyện riêng của tôi, cậu cũng không cần quan tâm, chúng ta dùng cơm thôi. Vân Thanh cũng không tiếp tục dây dưa ở vấn đề này, nàng cầm đũa và bắt đầu dùng cơm. "Chị Vân Thanh, tôi biết chị đang dối người, vừa rồi rõ ràng có người tạt axit, chị lại nói không, bây giờ nhất định đang lừa tôi." Hạ Thiên cười hì hì nói vì vậy thật ra chị cũng không lừa gạt tên họ hoàng ngu mốc kia mà trong lòng thật sự coi tôi là bạn trai. Trong lòng Vân Thanh chợt phiền muộn, có loại người này sao? Nàng nhìn Hạ Thiên mà nghĩ mãi không hiểu, người này sao lại tự kỷ như vậy, nhất định cho rằng mình thích hắn sao? Tôi không gạt cậu, tôi chỉ có chút đồng tình với Trương Phỉ mà thôi. Vân Thanh không cho mình là người lừa gạt, vì vậy nàng tiếp tục giải thích. Trương Phỉ là người phụ nữ vừa rồi muốn tạt axit lên người tôi chị Vân Thanh, người ta muốn tạt axit lên người chị, vậy mà chị còn đồng tình sao? Hạ Thiên có chút kỳ quái, chẳng lẽ Vân Thanh đồng tình cũng có chút tràn lan? Những gì Trương Phỉ gặp phải rất đáng thương. Vân Thanh khẽ thở dài, nàng quyết định kể chuyện này ra để Hạ Thiên khỏi, dai. Chuyện xưa thật ra rất tục, Trương Phỉ và Hoàng Chiết là bạn học đại học, sau khi tốt nghiệp không lâu thì kết hôn. Hai người cùng dốc sức làm ăn vài năm thì mở được một công ty nhỏ, lại vài năm trôi qua và công ty nhỏ thành công ty lớn, có vài chục triệu tài sản. Sau đó bắt đầu chữ tục, người đàn ông có tiền thì đổi bại, Hoàng Chiết nhanh chóng trở thành kẻ xấu. Tất nhiên đàn ông gọi là đổi bại thường chỉ đi tìm gái, Hoàng Chiết tìm rất nhiều vợ bé ở bên ngoài, nổi danh phong lưu gái hú. Những năm nay đàn ông kiếm vợ bé cũng là bình thường, tìm vợ bé mà bị vợ to phát hiện ra cũng là chuyện thường ở huyệt, vì vậy chuyện hoàng chiết ôm giận cũng bị trương phỉ phát hiện ra trương phỉ ồn ào muốn ly hôn hoàng chiết cũng ngôn ly hôn thật sự nhưng hắn không chia tài sản cho trương phỉ vì cho rằng công ty phát triển đến quy mô hiện tại là công lao của một mình hắn nhưng trương phỉ không cho là như vậy nàng muốn ít nhất là một nửa hơn nữa vì hoàng chiết là người sai lầm trước vì vậy theo pháp luật thì nàng phải được chia nhiều hơn mới đúng sau đó đoạn ly hôn còn tục hơn nhưng hoàng chiết lại làm những việc không tầm thường Hoàng Chiết tìm được bạn trai của Trương Phỉ, mối tình đầu của nàng là một người đàn ông phong nhã, nhưng bây giờ người này phát triển không được tốt. Hoàng Chiết cho người này 100 ngàn, để tên này quyến rũ Trương Phỉ, lúc này Trương Phỉ vì bị chồng phản bội nên lập tức trầm mê. Tuy Hoàng Chiết theo, gái, bên ngoài rất nhiều lần, Trương Phỉ chỉ theo trai, vài lần, nhưng không may, Trương Phỉ không có chứng cứ của Hoàng Chiết, mà nàng chỉ đi vài lần nhưng lại có chứng cứ vô cùng xác thực sau đó hoàng chiết tố cáo trương phỉ lên tòa án yêu cầu ly hôn còn bắt trương phỉ phải bồi thường cuối cùng trương phỉ hầu như trắng tay vì vậy mà gần như tan vỡ luật sư của hoàng chiết là vân thanh vì có chứng cứ đó mà thắng kiện nhưng trương phỉ cũng không đi tìm hoàng chiết nàng lại đổ ập lên đầu vân thanh vì vậy hôm nay vừa có kết quả xử án thì trương phỉ đã đến tạt acid không thể không nói tâm địa của vân thanh là rất tốt nàng cảm thấy trương phỉ rất đáng thương vì vậy không xem xét chuyện đối phương tạt axit lên người mình. Nhưng nàng không ngờ, nếu Hạ Thiên không xuất hiện, bây giờ đã không đến lượt nàng cảm thấy người khác đáng thương, mà là người ta cảm nàng đáng thương. Đại sư phụ quả nhiên nói không sai, người đáng thương tất có chỗ đáng trách. Hạ Thiên cảm thấy Trương Phỉ rất đáng hận, thiếu chút nữa người này đã phá đi gương mặt xinh tươi của chị Vân Thanh, như vậy không đáng hận sao? Người này muốn tạt axit, sao không tạt vào ông chồng khốn kiếp kia? Cuối cùng Vân Thanh cảm thấy mình không có tiếng nói chung với Hạ Thiên, vì vậy dứt khoát vùi đầu dùng cơm. Sau khi dùng cơm xong nàng lại lấy cơ để vội vàng bỏ đi, đối với nàng thì sau này không gặp mặt Hạ Thiên nữa sẽ tốt hơn. Hạ Thiên có chút buồn bực, chị Vân Thanh sao chạy đi mất rồi. Nhưng hắn cũng không đuổi theo, dù sao cũng chưa ra tòa, sau này sẽ còn nhiều cơ hội gặp mặt. Hạ Thiên đi ra khỏi nhà hàng thì một chiếc Mercedes-Benz dừng ngay bên cạnh. Này anh bạn, lên xe trò chuyện vài câu cửa xe mở ra người này chào hỏi hạ thiên đó là hoàng chiết khi thấy hoàng chiết thì hạ thiên đã vui sướng chính hắn muốn dạy cho đối phương một bài học bây giờ lại tự động đến cửa không vui sao được ánh mắt hạ thiên xoay chuyển vài vòng hắn lên xe rồi ngồi xuống tay lái phụ tôi là hoàng chiết cậu xưng hô thế nào hoàng chiết mỉm cười hỏi tôi là hạ thiên hạ thiên trả lời khi thấy Hạ Thiên biết phối hợp thì Hoàng Chiết rất thỏa mãn. Anh bạn Hạ Thiên, cậu là bạn trai của luật sư Vân sao? Đúng vậy. Hạ Thiên gật đầu. Anh bạn, tôi vì luật sư Vân mà đã bỏ ra vài trăm ngàn, cậu đột nhiên chán ngang cướp đoạt luật sư Vân, hình như không tốt lắm. Hoàng Chiết tiếp tục nói. Hạ Thiên trừng mắt, hắn dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Hoàng Chiết. Ông cho chị Vân thanh có giá vài trăm ngàn thôi sao? Đúng vậy. Tôi đưa cho luật sư Vân vài trăm ngàn tiền phí, đối với vụ án đó thì luật sư nào cũng có thể thắng kiện, tôi cố ý tìm cô ấy, tất nhiên không phải vì vụ án, mà vì cô ấy." Hoàng Chiết nói ra mục đích thật của mình. "Này anh bạn, nhìn cậu cũng dễ nói chuyện, không bằng chúng ta thương lượng, tôi cho cậu 500 ngàn, cậu dâng luật sư Vân cho tôi, thế nào?" "Tốt." Hạ Thiên đồng ý ngay. Hoàng Chiết chợt ngẩn ngơ, hắn không ngờ Hạ Thiên đồng ý sảng khoái như vậy. Này anh bạn, đây là cậu đồng ý, không được thay đổi đấy nhé. Hoàng Chiết nhanh chóng phục hồi tinh thần trở lại, hắn ký ngân phiếu đưa cho Hạ Thiên. Đây là 500 ngàn, cậu cầm đi thì không được tiếp tục xuất hiện bên cạnh Vân Thanh. Tốt, Hạ Thiên nhận chi phiếu rồi nói. Này, ông có thể tiện đường đưa tôi về nhà được không? Không có vấn đề. Khi thấy Hạ Thiên sảng khoái như vậy thì Hoàng Chiết cũng đồng ý rất vui vẻ. Cậu ở đâu? đường đông sơn hạ thiên trả lời hoàng chiết khởi động xe hắn chạy đến đường đông sơn xe của ông có vẻ rất tốt hạ thiên ngồi được một lúc thì nói đây là đương nhiên giá vài trăm ngàn đấy hoàng chiết có chút đắc ý trong giọng nói có chút hương vị khoe khoang à đây là tháng sao hạ thiên chỉ xuống chân hoàng chiết à đúng vậy hoàng chiết có chút bực bội người này không biết cái thắng là gì sao đây là chân ga à hạ thiên chỉ vào một chỗ khác đúng là chân ga hoàng chiết tiếp tục gật đầu trong lòng càng bực bội người này hỏi vấn đề ngu ngốc như vậy làm gì à hoàng đại ca tôi phải về gấp anh đi nhanh một chút được không hạ thiên trừng mắt nói được thôi hoàng chiết trả lời hắn giẫm chân ga xe tăng tốc tốc độ càng lúc càng nhanh hoàng chiết muốn nhả ga nhưng ngạc nhiên phát hiện bàn chân không thể chuyển động vẫn ấn chân ga. Lúc này xe liên tục tăng tốc, đã hơn 200 km một giờ. Này, anh bạn, giúp tôi dẫm thắng. Hoàng Chiết vội vàng la lên với Hạ Thiên. Anh đúng là ngu ngốc. Hạ Thiên nhìn Hoàng Chiết, hắn chân thành nói một câu, sau đó mở cửa đi ra. mươi 336, người mẫu xe hơi này nhìn rất quen. Đùng, xe đâm vào vòng bảo hộ trên đường cao tốc rồi phát ra tiếng nổ rung trời. Hạ Thiên nhìn chiếc xe Mercedes Benz bị đâm biến dạng ở cách đó không xa rồi lẩm bẩm. Muốn cướp chị Vân Thanh của tao, đúng là muốn chết. Hạ Thiên bĩu môi rồi nói thầm một câu. Tao xem thường nhất là loại đàn ông có tiền nhưng không cho vợ. Hạ Thiên thuận tay bỏ chi phiếu 500 ngàn vào túi quần, sau đó hắn xoay người nhàn nhã bỏ đi. Hạ Thiên định quay về biệt thự của lãnh băng băng, nhưng khi hắn vừa đi được nửa đường đã nhận được điện thoại của Kiều Đông Hải. Hạ Thiên, có hứng đi xem xe không?" Kiều Đông Hải hỏi. "Tôi không thích xe." Hạ Thiên trả lời, hắn không biết lái xe, tất nhiên không thích xe. "Hạ Thiên, không thích xe cũng không sao." Kiều Đông Hải cười ha hả nói. "Hạ Thiên có chút mơ hồ. Không phải là triển lãm xe sao? Có gì đáng nhìn?" "Tất nhiên là triển lãm xe." Kiều Đông Hải vừa cười vừa nói. Nhưng mỗi lần triển lãm xe đều không phải người ta đến xem xe, chẳng qua chỉ đến xem người đẹp. Tôi nói với cậu nhé, lần này triển lãm xe có chất lượng rất cao, tôi và Tô Tiểu Sán đang xem, cậu có hứng không? Thật sự có nhiều người đẹp sao? Hạ Thiên động tâm. Tất nhiên là thật, tôi nào dám lừa cậu. Kiều Đông Hải sắt son đảm bảo, quả thật có nhiều người đẹp. Tốt lắm, tôi sẽ đến ngay. Hạ Thiên lập tức đồng ý. Trung tâm triển lãm quốc tế Giang Hải, triển lãm xe hơi được tổ chức ở đây, phần lớn là các siêu xe, mỗi ngày hấp dẫn cả trăm ngàn lượt khách, bên cạnh mỗi chiếc xe đều có rất nhiều đàn ông cầm điện thoại và máy ảnh chụp hình. Nhưng mọi người ai cũng biết, thực tế sức thu hút chỉ nhằm vào các người mẫu xe hơi. Những cô gái này thường ăn mặc rất mát mẻ, dáng người cũng không tệ, dáng người biểu lộ ra. Các nàng thấy đám đàn ông đến chụp ảnh là cầu mà không được, vì vậy cô nàng nào cũng thường ưỡn ngực cong mông tất nhiên tư thế đã xong, không cần bày vẽ. Bình thường đám người chỉ được đứng ở vòng ngoài để chụp ảnh, nhưng cũng có vài tên hèn mọn bị ổi hận không thể trực tiếp nhét camera vào trong ngực hay dưới váy người mẫu. Cô em này ngon hàng, tôi quyết định tối nay sẽ lên giường với nàng. Kiều Đông Hải chỉ vào một em người mẫu nói. Đúng là không thưởng thức. Hạ Thiên ở bên cạnh nói một câu. Kiều Đông Hải lập tức buồn bực. Tôi cảm thấy em kia rất tốt, tôi bao cô ta một tháng. Tô Tiểu Sán chỉ vào một em khác nói, "Khó nhìn quá." Hạ Thiên ở bên cạnh nói một câu. Lần này Tô Tiểu Sán cũng buồn bực. "Hạ Thiên, cậu cảm thấy em kia, hàng họ thế nào?" Kiều Đông Hải cũng chưa từ bỏ ý định, chẳng lẽ mức độ của mình thật sự kém như vậy sao? Hạ Thiên nhìn sang Kiều Đông Hải, sau đó hắn bĩu môi. "Không được như Tiểu Kiều." "Khụ, Hạ Thiên, con hàng kia thì sao?" Tô Tiểu Sán chỉ về phía bên kia. Hạ Thiên cũng trả lời rất nhanh. Thiếu điện nước, không, phê, bằng cảnh sát tỷ tỷ. Kiều Đông Hải và Tô Tiểu Sán đưa mắt nhìn nhau, lúc này bọn họ cảm thấy gọi Hạ Thiên đến xem xe là một sai lầm. Người này nếu muốn tìm người xinh đẹp như Kiều Tiểu Kiều hay dáng người, điện nước, được như cảnh sát tỷ tỷ, đúng là khó khăn quá lớn. Trước đó Kiều Đông Hải và Tô Tiểu Sán hào hứng bừng bừng, muốn đến đây tìm mục tiêu, sau đó mang hàng về, buổi tối nhâm nhi sung sướng. Nhưng Hạ Thiên nói như vậy thì bọn họ lập tức mất hứng, điều này cũng khó trách, vất vả lắm mới vừa ý được vài em. Hạ Thiên ở bên cạnh lại nói vài lời khó coi, không phải xấu thì cũng kém, cái này căn bản là đả kích thú tính của bọn họ. Này, bên kia có gì vậy? Sao lắm, rồi, thế? Ánh mắt Kiều Đông Hải chợt sáng lên. Là một chiếc poster, tôi vừa nhìn qua, đó là nơi nhiều người nhất. Tô Tiểu Sán cũng phát hiện ra. Nhiều người lắm, chen vào không được. Kiều Đông Hải có chút bối rối. À, đợi lát nữa sẽ có cạnh tranh công bằng, không cần nâng giá loạn xạ. Tô Tiểu Sán đã sớm nói lời dự phòng với Kiều Đông Hải. Được, nhiều nhất là một củ. Kiều Đông Hải ra giá. Ok, vô. Tô Tiểu Sán cũng có thể tiếp nhận giá cả thế này, chỉ là một em người mẫu xe hơi mà thôi, bình thường 100 ngàn cũng đã đủ, một triệu cũng coi là giá lên trời. Cái người tranh cái gì? Hạ Thiên có chút kỳ quái. Nếu thật sự là người đẹp thì nhất định là của tôi, các người có gì cần phải tranh. Kiều Đông Hải và Tô Tiểu Sán đưa mắt nhìn nhau, lần này thì hết chỗ nói, đúng là không nên gọi Hạ Thiên đến, người này chỉ lo tán gái đẹp, còn chừa chút cặn bã cho người khác không. Trước tiên cứ vào xem rồi nói sau, nếu không phải là người đẹp thì tôi cho hai anh chậm rãi tranh chấp. Hạ Thiên dắt tay Kiều Đông Hải và Tô Tiểu Sán, cứ như vậy mà ba người đi thẳng vào trong đám người. Lúc này đám người vốn chen nhau chật cứng nhưng lại tự động tách ra một con đường, ba người đi thẳng đến trước chiếc Porsche, cũng nhìn thấy người mẫu đang tựa người trên chiếc Porsche. Đớ là một chiếc Porsche màu đỏ, người mẫu mặc một chiếc váy trắng, nếu so với những người mẫu khác thì người đẹp này ăn mặc không quá thoáng, nhưng dù là như vậy cũng không ảnh hưởng đến sức quyến rũ của nàng. Một làn da khỏe mạnh, tuy không quá trắng nõn nhưng lại tràn đầy sức sống thanh xuân, đặc biệt là cặp đùi thon đẹp càng có vẻ rất cân xứng, có thể dùng chữ hoàn mỹ để hình dung. Tuy không tính là đặc biệt đầy đặn nhưng dáng người vừa đúng, hơn nữa lại khá lồi lõm. Chỉ cần xem thân hình của nàng thì so với đám người mẫu khác cũng là hạc giữa bầy gà, gương mặt của nàng còn cao hơn đám người đẹp kia vài cấp. Tuy những người mẫu kia dáng người không sai nhưng gương mặt chỉ bình thường, chỉ có thể nói là rất khó xem. Mà người mẫu ở bên chiếc xe Porsche chính là mỹ nữ chính cống, gương mặt lại hoàn mỹ, hai con người linh động, ngoài thiếu nụ cười thì hầu như khó thể bắt bẻ được gì. Lãng phí, đúng là lãng phí, xinh đẹp như vậy mà làm người mẫu xe hơi, đi làm ngôi sao cũng được. Kiều Đông Hải hấp hái cặp mặt nhìn người mẫu chiếc Porsche, sau đó hắn lầm bầm nói. Cái này dù là 2 triệu cũng đáng. Tô Tiểu Sán cũng nhìn chằm chằm vào người mẫu chiếc Porsche, hắn thì thảo nói. Hạ Thiên cũng đang nhìn người đẹp, hắn có chút mơ hồ, sao người mẫu này có chút quen thuộc nhỉ? Này, Hạ Thiên, thế nào, gương mặt và dáng người, ngon hàng đấy chứ?" Kiều Đông Hải nhịn không được nói. "Đúng vậy, Hạ Thiên, cho chút ý kiến đi, tuy cô nàng này dáng người không được như lãnh băng băng, gương mặt kém chút so với Kiều Tiểu Kiều, mà tổng hợp lại thì cũng được coi là siêu cấp đại mỹ nữ." Tô Tiểu Sán không nhịn được phải nói. Hạ Thiên nhìn chằm chằm vào người đẹp có chút quen thuộc, sau đó hắn quay đầu nhìn Kiều Đông Hải và Tô Tiểu Sán. "Các anh không được nhìn đây là vợ tôi. Kiều Đông Hải và Tô Tiểu Sán có chút buồn bực, người đẹp bị hớ, bị Hạ Thiên đoạt mất, đúng là không nên gọi người này đến. Hạ Thiên cũng đi về phía người mẫu xe hơi, Kiều Đông Hải và Tô Tiểu Sán không khỏi ngẩn ngơ, người này hành động rồi sao? Hai người bọn họ dù vừa ý em nào cũng phải đợi đến khi kết thúc mới ra tay. Đám người vây quanh cũng ngây người, tên khốn này là ai? Đứng quá gần người đẹp, làm hại bọn họ không thể chụp ảnh hoàn thiện. Hạ Thiên đi đến trước mặt người mẫu xe hơi, hắn nhìn chằm chằm vào nàng từ trên xuống dưới, đến khi đối phương cảm thấy không được tự nhiên thì mới mở miệng. "Tôi định chờ chị khi nào xem mướt hơn, bây giờ xem ra lại xinh hơn, coi như thăng cấp chị từ vợ dự khuyết lên vợ chính thức." Kiều Đông Hải và Tô Tiểu Sán đứng tương đối gần Hạ Thiên cũng không khỏi ngây người, Hạ Thiên biết người đẹp này sao? Đúng là không có thiên lý, sao em nào xinh tươi cũng bị hắn chộp mất. "Này, đừng đứng đó ngăn cản tầm mắt." này sao đứng gần vậy xịch ra đi tôi thấy người này tám phần là lưu manh mau đi tìm bảo vệ tôi cũng vậy muốn đứng gần bảo vệ một chút khán giả đứng phàn nàn rõ ràng rất bất mãn với hành vi của hạ thiên tất cả im miệng cho tôi chú ý tôi cho ăn đòn hạ thiên dùng ánh mắt có chút bất mãn nhìn mọi người đám người này vây quanh vợ mình làm gì tên này quá kiêu ngạo mọi người tức giận nói tiểu tử ngon thì thử xem á có người gào lên khi còn chưa nói dứt lời thì đã bi đấm sau đó khốn nạn là người này không biết ai ra tay vì hạ thiên còn đứng bên cạnh người đẹp cũng không động đậy này con bà thằng nào chơi tao á người này vừa mắng một câu sau đó đã bị đánh nhưng hắn vẫn không phát hiện là ai ra tay trời gặp quỷ rồi người này căm giận nói lần này cũng không ai đánh hắn nguyên nhân rất đơn giản hạ thiên không muốn đánh người hắn đang thuyết phục vợ về nhà này chị đến đây làm gì hạ thiên dùng ánh mắt mất hứng nhìn người đẹp người đẹp trừng mắt nhìn hạ thiên không liên quan đến cậu chị là vợ tôi sao không liên quan hạ thiên có chút mất vui chị ăn mặc xinh tươi phải cho một mình tôi xem sao lại cho đám người này xem tôi kiếm chút tiền tiêu vặt không được sao người đẹp tức giận nói còn nữa tôi không muốn làm vợ cậu Chị không có tiền có thể tìm tôi, tôi thiếu gì tiền?" Hạ Thiên có chút buồn bực. Tôi cũng không phải loại đàn ông có tiền không cho vợ. "Đã nói tôi không phải vợ cậu." Người đẹp tức giận nói, tên đáng ghét này trước kia không thấy mình đẹp, bây giờ thấy mình xinh đẹp thì muốn lấy làm vợ rồi sao? "Tôi đã thăng cấp chị làm vợ chính thức, bây giờ chị là vợ tôi, không được đổi ý, nếu không tôi sẽ đánh mông." Hạ Thiên bắt đầu cảnh cáo vợ, đổi ý là tuyệt đối không được cậu dám đánh tôi sẽ hô lên. Người đẹp căm giận nói, nàng vừa nói xong thì mông đã chuyển đến cảm giác đau đớn. chương 337, cướp người mẫu xe hơi về làm vợ. Đét, đám người nơi đây đều nghe được âm thanh như vậy. Kiều Đông Hải và Tô Tiểu Sán thấy rất rõ, sau khi bàn tay của Hạ Thiên rơi xuống thì còn không đưa lên, còn đặt trên cặp mông căng. Người này đúng là mạnh mẽ, dù là Kiều Đông Hải hay Tô Tiểu Sán cũng không lần đầu tiên được nhìn thấy sự mạnh mẽ của Hạ Thiên, nhưng bây giờ thấy đối phương như vậy thì cũng cảm thấy quá sức tưởng tượng. Đám người ở xung quanh vừa hâm mộ vừa ghen ghét, khi thấy bàn tay của Hạ Thiên đặt lên mông người đẹp thì kẻ nào cũng ao ước mình được như anh ấy. Quá đáng, sao lại như vậy được? Bảo vệ, bảo vệ đâu sao còn chưa tới? Có lưu manh phá hoại. Này, người này đúng là quá mạnh mẽ, thật ra tôi cũng muốn sở thử. Đám người liên tục nghị luận, hơn nữa lại dùng điện thoại và máy ảnh chụp hình điên cuồng, nhưng cũng không biết đám người này chụp Hạ Thiên hay chụp mông người đẹp xe hơi. Lúc này gương mặt người đẹp trở đỏ bừng, nàng chừng mắt nhìn Hạ Thiên, giọng nói có chút tức giận: Cậu, nếu cậu còn làm vậy thì tôi sẽ hô lên. Tôi quyết định đưa chị quay về, không cho chị đứng trước mặt nhiều người như vậy. Hạ Thiên dùng ánh mắt nghiêm trang nhìn người đẹp. Chị theo tôi về hay muốn được ám về? Kiều Đông Hải cuối cùng cũng không nhịn được. "Này, Hạ Thiên, cậu biết cô ấy sao?" "Tất nhiên, chị ấy là vợ tôi, sao tôi không biết được?" Hạ Thiên dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Kiều Đông Hải, hắn bắt đầu hoài nghi đầu óc Kiều Đông Hải có vấn đề. Người đẹp này không phải là ai khác mà chính là Thư Tịnh mà trước kia đã từng thua cuộc làm vợ Hạ Thiên, nhưng trước kia Hạ Thiên luôn nói Thư Tịnh chưa đủ, mượt, vì vậy chỉ cho nàng là vợ dự khuyết. Điều này làm Thư Tịnh rất tức giận nhưng hôm nay nàng thay đổi cách ăn mặc thì giống như một người khác, những bộ phận xinh đẹp bày ra trước mắt, điều này cũng làm Hạ Thiên quyết định thăng cấp nàng từ vợ dự khuyết lên vợ chính thức. Tôi không muốn quay về với cậu. Thư tịnh còn đang tức giận, người này ghét bỏ nàng, làm cho tự ái của nàng bị hao tổn. Bây giờ hắn đã thấy nàng sinh ra, nàng sẽ không dễ dàng đồng ý làm vợ hắn, ít nhất cũng phải cầu xin mới được. À, thì ra chị muốn được ấm về. Hạ Thiên ra vẻ bừng tỉnh tôi cũng không cần cậu ôm á thư tịnh còn chưa nói dứt lời thì thấy thân thể nhẹ bấng nàng đã bị hạ thiên bế lên vì vậy mà không khỏi hô lên kinh hoàng về nhà thôi hạ thiên nở nụ cười sáng lạn hắn ôm thư tịnh đi ra đám người muốn chặn hắn lại nhưng một lực lượng vô hình gạt bọn họ ra ngoài cuối cùng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn hạ thiên bỏ đi trời ạ à, tên khốn kia là ai sao cướp người đẹp đi dễ dàng như vậy tôi cũng không biết hắn là ai Tôi đúng là sùng bái hắn. Này, bây giờ bảo vệ mới đến, còn tác dụng gì nữa? Người đẹp không hô cứu mạng, nói không chừng có quen biết với đối phương. Dù quen cũng không như vậy được, ông đến đây cũng chỉ vì muốn nhìn người đẹp, bây giờ người đẹp nhất đã bị thằng kia đưa đi, ông còn xem gì nữa? Hừ, ông đi trả vé. Tôi cũng vậy. Hạ Thiên tất nhiên sẽ không quan tâm đến đám người ồn ào phía sau, hắn ôm Thư Tịnh đi ra. Đây là vợ hắn ai cho đám người kia xem này thả tôi ra thư tịnh vùng vẫy trong lòng hạ thiên nhưng dù nàng có làm thế nào cũng không thể thoát ra đối phương ôm nàng cũng không sao nhưng một tay lại đặt lên mông nàng thỉnh thoảng còn ve vuốt đúng là lưu manh nhà của chị ở đâu hạ thiên hỏi tôi không nói cho cậu thư tịnh căm giận nói à vậy đưa chị về nhà tôi hạ thiên thuận miệng nói tôi không về nhà cậu thư tịnh tức giận nói vậy đi đâu hạ thiên có chút buồn bực chẳng lẽ chị muốn vào khách sạn cậu thư tịnh bị chọc tức tóm lại cậu thả tôi xuống đi đâu nói sau được rồi hạ thiên cuối cùng cũng đặt thư tịnh xuống thư tịnh vừa chạm đất thì định xoay người chạy vào hạ thiên lập tức giữ thư tịnh ở lại chị còn vào đó làm gì chị là vợ tôi không được làm người mẫu xe hơi tôi đi lấy tiền lương hôm nay không được sao? Thư tịnh có chút tức giận. Bao nhiêu tiền? Hạ Thiên hỏi. 5.000 đồng. Thư tịnh tức giận nói, đây là một số tiền lớn, nàng không muốn bỏ. Hạ Thiên lập tức nổi giận. Tên khốn nào bỏ ra vài đồng như vậy để vợ tôi làm người mẫu? Đúng là đáng đánh đòn. Này, tôi cũng không phải người mẫu xe chuyên nghiệp, chỉ là đi làm thêm, 5.000 đã là không ít. Thư tịnh trừng mắt nhìn Hạ Thiên, người này nói gì vậy? Khụ khụ, Hạ Thiên, 5.000 một ngày đúng là không ít. Kiều Đông Hải và Tô Tiểu Sán đã sớm theo đi ra, trước đó bọn họ không lên tiếng vì không biết nói thế nào. Đúng vậy, bình thường làm người mẫu cũng chỉ được 2.000 mà thôi. Tô Tiểu Sán cũng là người biết giá cả. Hạ Thiên cũng không ủng hộ. Đó đều là những người bình thường, vợ tôi sao lại là người mẫu bình thường. Không đúng, vợ tôi cũng không phải là người mẫu xe hơi. Hạ Thiên nói đến đây thì nhìn Thư Tịnh. Chị không được làm người mẫu xe hơi, sau này cũng không được làm, vì vậy đừng đi lấy lương, tôi cho chị là được. Cậu có tiền sao? Thư Tịnh bĩu môi, nàng cũng biết nhiều chuyện về Hạ Thiên, trước đó nàng nghe nói hắn chỉ là nhân công tặng hoa, nàng nghĩ rằng làm vậy cũng không được bao tiền. Hạ Thiên gãi đầu, hắn có chút ngượng ngùng. Cũng không có nhiều, nhưng đừng lo, tôi sẽ kiếm được nhiều tiền ngay thôi. Hạ Thiên suy nghĩ rồi móc ngân phiếu trong túi đưa cho Thư Tịnh. "Cho chị, trên người tôi chỉ có chút tiền như vậy thôi, chị cầm lấy xài đỡ, không có tiền thì tìm tôi, không được đi làm người mẫu xe hơi." "Chỉ chút tiền thì sao xài đủ á?" Thư Tịnh đang muốn đả kích Hạ Thiên, nàng chưa nói dứt lời thì đã hô lớn. "500 ngàn sao? Đúng vậy, chỉ có 500 ngàn thôi, chị cầm xài đỡ đi." Hạ Thiên cười ngượng ngùng đợi sau này tôi kiếm thêm nhiều tiền sẽ cho nhiều hơn. Thư tịnh dùng ánh mắt thấy quái vật nhìn Hạ Thiên, người này là ai? Nói có chút tiền mà đã là 500 ngàn, chẳng lẽ hắn không biết đây là con số khủng bố với nàng sao? Kiều Đông Hải và Tô Tiểu Sán ở bên cạnh cũng có chút bội phục, người này đúng là hào phóng, thiện tay đã vứt ra 500 ngàn, bọn họ dù thu hàng cũng không trả nhiều tiền như vậy. Tôi không lấy tiền của cậu. Thư tịnh xứng sốt một lúc rồi dúi chi phiếu lại cho Hạ Thiên, đây là số tiền lớn, nàng cũng không dám nhận. Nếu nhận chỉ sợ sẽ là vợ Hạ Thiên thật sự, nàng cũng muốn bán đi tương lai của mình. Vì sao? Hạ Thiên cảm thấy rất kỳ quái. Không phải chị đang thiếu tiền sao? Tôi không thân quen gì với cậu á? À, Thư Tịnh còn chưa nói dứt lời thì mông đã bị đánh, vì vậy nàng vừa xấu hổ vừa tức giận nhìn Hạ Thiên. Sao cậu đánh tôi? Bình thường tôi không muốn đánh vợ. Hạ Thiên dùng ánh mắt nghiêm trang nhìn Thư Tịnh chỉ khi vợ nói sai thì ngẫu nhiên mới bị đánh chị vừa nói sai vì vậy tôi phải đánh mông tôi nói sai điều gì thư tịnh có chút tức giận chị là vợ tôi sao có thể nói là không thân quen hạ thiên dùng ánh mắt mất hứng nhìn thư tịnh nếu chị còn nói như vậy thì sẽ bị đánh mông cậu thư tịnh có chút sợ hãi nhưng cậu đã có bạn gái có vấn đề gì sao hạ thiên dùng ánh mắt buồn bực nhìn thư tịnh Thư Tịnh có chút cảm giác tan vỡ, người này còn nói không có vấn đề gì sao? Thật ra Hạ Thiên có rất nhiều bạn gái. Tô Tiểu Sán hảo tâm nhắc nhở Thư Tịnh một câu. Kiều Đông Hải cũng đón lời. Đúng vậy, em tôi cũng là một trong số đó. Thư Tịnh sinh ra cảm giác tan vỡ, có nhiều bạn gái còn muốn nàng làm vợ, trước đó hắn còn ghét bỏ nàng, vì vậy nàng phải ghét bỏ hắn lại mới đúng chứ. Không phải cậu nói tôi không xinh đẹp sao? Thư Tịnh tức giận nói đây chính là nguyên nhân nàng ghét hạ thiên người này trước đó nói nàng không đẹp thiếu chút nữa làm nàng tức điên người nhưng bây giờ đã đẹp lên hạ thiên dùng ánh mắt không kiêng nể gì nhìn thư tịch sau đó hắn thấy mình nói không sai bây giờ nàng đã đẹp lên tôi chỉ thay quần áo mà thôi thư tịnh tức giận nói nếu vẫn là cách ăn mặc trước kia có phải cậu cũng ghét bỏ vì tôi không sinh chỉ cần gì hát perry thay đổi cách ăn mặc hạ thiên có chút kỳ quái bây giờ là ok rồi, sau này cứ ăn mặc như vậy không được sao. Tôi không thích như vậy. Thư tịnh tức giận nói. Tôi thích là được. Hạ thiên chân thành nói. Thư tịnh có chút cảm giác tan vỡ, người này đúng là không nghĩ đến ý nghĩ của mình. Thư tịnh nhìn chi phiếu trong tay, lại nhìn những người qua đường, nàng thật sự không biết vì sao trước đó lại giúp Trần Trí Cương lấy mình làm tiền cược. Nàng tưởng rằng Hạ Thiên đã có bạn gái là Tôn Hinh Hinh, dù hắn có thắng cũng không cho là thật nào ngờ bây giờ mới biết đối phương là đại lăng nhăng, nhiều bạn gái còn chưa đủ, bây giờ còn muốn lấy cả nàng. Này, chúng ta đánh cuộc một lần nữa được không? Thư tịnh suy nghĩ, sau đó nàng mở miệng hỏi. Đánh cuộc sao? Hạ thiên dùng ánh mắt có chút kỳ quái nhìn thư tịnh. Đúng vậy, lần trước tôi thua cậu thắng, bây giờ chúng ta đánh cuộc lại, nếu thua thì chuyện lần trước bỏ qua, cậu thấy thế nào? Thư tịnh nói ra ý nghĩ của mình, sau đó nàng dùng ánh mắt chờ mong nhìn Hạ Thiên, thầm nghĩ chỉ cần đối phương đồng ý, nàng sẽ chuộc lại lỗi lầm của mình. Chương 338: Sao không đi cướp ngân hàng? Không được." Hạ Thiên từ chối ngay. "Cậu sợ thua sao?" Thư Tịnh bắt đầu khích tướng. "Tôi không đánh cuộc với vợ." Hạ Thiên trả lời. "Cậu sợ thua?" Thư Tịnh tiếp tục khích tướng. "Chị là vợ tôi, chị là của tôi, hàng họ của chị cũng là của tôi." nếu tôi thắng thì cái gì của chị cũng là của tôi cuối cùng rõ ràng chẳng thắng thêm được gì quá vô ích hạ thiên có lý do rõ ràng vì vậy tôi không đánh cuộc với vợ mình không dám thì nói không dám lý do này nọ thư tịnh hừ một tiếng nói trừ khi chị có thể biến thành hai người như vậy tôi sẽ đánh cuộc hạ thiên cười hì hì nói sao có thể được thư tịnh căm giận nói đúng vậy chị đã không thể biến thành hai người như vậy tôi có thắng thì vợ cũng không biến thành hai, như vậy đánh cuộc làm gì? Hạ Thiên Hùng hồn nói. Thư tịnh không còn cách nào khác, nàng đột nhiên nghĩ ra, trước đó Hạ Thiên cũng vì lý do này mà không chịu đánh cuộc lần hai với Trần Trí Cương, sau đó nàng phải đưa mình vào làm giải thưởng thì hắn mới chịu. Bây giờ nàng xem ra đã hiểu rõ, nếu muốn chuộc thân thì không có khả năng, trừ khi nàng tìm được một người đẹp chịu hy sinh vì mình, mà điều kiện tiên quyết là Hạ Thiên phải vừa ý người đẹp kia. Này, Hạ Thiên, chúng tôi tiếp tục vào xem triển lãm xe, hai người cứ ở đây chậm rãi nói chuyện. Kiều Đông Hải lúc này mở miệng nói, nếu người đẹp nhất trong số các người mẫu là vợ Hạ Thiên, như vậy hắn đành vào kiếm, con hàng khác, dù thế nào cũng không dám có ý với, hàng, của đối phương. Đi thôi. Hạ Thiên tùy ý phất tay, lúc này trong mắt hắn thì Kiều Đông Hải và Tô Tiểu Sán là bóng đèn. Kiều Đông Hải thầm lắc đầu, tục ngữ nói đúng, đưa vợ vào phòng thì đá bảo mối ra đường, nếu không phải bọn họ gọi hạ thiên đến xem triển lãm xe như vậy hắn sao có thể có được bà vợ cực phẩm vợ bây giờ chúng ta đi đâu hạ thiên nhìn thư tịnh hắn cười hì hì hỏi cậu đừng gọi như vậy được không thư tịnh không chịu được cách xưng hô này nàng dù sao cũng là khuê nữ sao lại bị người ta gọi là thiếu phụ nhưng chị là vợ tôi không gọi như vậy thì biết gọi thế nào hạ thiên có chút kỳ quái thư tịnh trừng mắt nhìn hạ thiên cậu không phải có nhiều vợ sao ai biết cậu gọi ai nhưng bây giờ trước mặt tôi chỉ có một vợ hạ thiên trả lời thư tịnh không còn cách nào khác tóm lại đừng gọi tôi là vợ cậu có thể gọi tên hoặc là tiểu tịnh 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 cũng được vậy thì được bây giờ tôi sẽ gọi chị là vợ tịnh hạ thiên suy nghĩ rồi nói thư tịnh chờ tan vỡ người này gọi thế nào cũng không thoát khỏi chữ vợ sao thư tịnh trợn mắt nhìn hạ thiên sau đó nàng cắn răng đến ngân hàng đi đến ngân hàng làm gì Hạ Thiên có chút kỳ quái nhà chi mở ngân hàng sao nhà cậu mới mở ngân hàng Thư Tịnh thầm oán hận nếu nhà nàng mở ngân hàng thì còn đi làm thêm kiếm tiền sao tôi đến ngân hàng gửi tiền Thư Tịnh thở phì phò nói nàng phát hiện mình không thể vứt bỏ Hạ Thiên nàng cũng không thể đến tố cáo là Hạ Thiên sàm sỡ ai bảo trước đó nàng thua hắn Thư Tịnh nghĩ mình là một cô gái khuê nữ, bây giờ là vợ người ta, hơn nữa còn là thiếu phụ, vì vậy mà cảm thấy không đáng. Nàng quyết định nhận 500 vạn của đối phương, trước tiên phải đến ngân hàng gửi tiền rồi nói sau. Tất nhiên, thật ra Thư Tịnh vẫn còn nghĩ Hạ Thiên là kẻ lừa đảo, nếu không sao tùy tiện cho nàng 500 ngàn. Trước tiên đến ngân hàng xem chi phiếu này là thật hay giả, như vậy sẽ biết ngay đối phương có phải là lừa đảo hay không nhưng sau khi thư tịnh vào ngân hàng thì phát hiện Hạ Thiên không gạt mình, vì chi phiếu là thật, thậm chí nàng còn bỏ thẻ vào xem tài khoản. Nàng phát hiện bên trong có hơn 500 ngàn, nàng nhìn dãy số mà phát ngốc, mới đó mà nàng đã là tiểu phú bà. Đối với một sinh viên như thư tịnh thì một khoản tiền như vậy đã có thể gọi là tiểu phú bà. Vợ tịnh tịnh, chúng ta đi được chưa? Hạ Thiên ở bên cạnh bắt đầu thúc giục. Thư tịnh cuối cùng cũng rút thẻ ra, sau đó trong lòng nàng có chút không yên, người này không muốn đi khách sạn đấy chứ. Nàng sẽ không ngốc, nếu chạy đến nhà nàng thì chỉ là thiếu phụ mà thôi, nhưng nếu đi mướn phòng, nàng sẽ là thiếu phụ chính thức. Nếu không đi mướn phòng thì đi đâu? Đi đến nhà hắn sao? Tuy không biết nhà hắn ở đâu, nhưng như vậy khác nào cừu vào miệng xí. Nếu đưa hắn về nhà mình, sợ rằng sẽ rất phiền, đột nhiên đưa đàn ông về nhà, sẽ nói sao với ba mẹ. Thư tịnh đang dối thì chợt nghe thấy một âm thanh kinh hoàng. Cướp, cướp, bớ người ta, có ai không? Âm thanh này chính thức làm thư tịnh bừng tỉnh, nàng vội vàng chạy ra ngân hàng, nàng thấy một bà lão hơn 60 đang đứng đấm ngược dậm chân. Tiền của tôi, tiền của tôi. Cách đó vài chục mét có một tên thanh niên mặc quần áo thể thao đang bỏ chạy, trên tay còn nắm một túi sách da màu đen, có lẽ là túi tiền của bà lão kia. Tên khốn, dám cướp tiền của cả người già, còn nhân tính không? Thư tịnh mắng một câu, sau đó nàng giống lên với tên kia này đứng lại thư tịnh vừa hô lớn vừa cởi giày cao gót nàng định để chân trần như vậy mà chạy như điên đuổi theo tên cướp kia dù sao nàng cũng là người đẹp thể thao hơn nữa chân dài đến nách tốc độ chạy rất cao muốn đuổi kịp tên cướp kia cũng không phải không thể nhưng thư tịnh vừa mới cởi giày ra thì đã khựng ngay lại sau đó nàng dùng ánh mắt sững sờ nhìn về phía trước chỉ thấy một bóng người đang dùng tốc độ cực nhanh tiếp cận tên cướp trong nháy mắt chỉ khoảnh khắc đã đến sau lưng tên khốn kia. Điều này, ai chạy nhanh như vậy? Thư Tịnh lẩm bẩm. Thư Tịnh còn chưa nói xong thì đã thấy một bóng đen phóng tới, nàng hoảng sợ lui về phía sau vài bước để né tránh. Sau đó một âm thanh trầm đục vang lên, đồng thời còn có một tiếng hét thảm, một người ngã lăn ra đất cách nàng không xa. Khi xem xét lại, nàng lập tức ngây người, đây không phải tên cướp sao? Bóng người lại lóe lên, một người hiện ra. Hắn liên tục đấm đá, miệng la mắng. Tôi xem thường nhất là loại cướp như anh, dám cướp tiền của người già, không biết đặt mục tiêu cao hơn sao? Không biết vươn đến tương lai sao? Trong đây có một ngân hàng, sao không đi cướp ngân hàng? Tên cướp liên tục đấm đá, đám người vây quanh có chút mơ hồ, người này bắt tên cướp về rồi sao? Thư Tịnh trợn mắt há mồm, vì nàng phát hiện ra người đang tra tấn tên cướp không phải ai khác, chính là Hạ Thiên. Đại ca đại gia anh đừng đá em không chịu nổi nữa tên cướp vừa kêu gào thảm thiết vừa ôm đầu nói lời cầu xin tôi nói cậu ngừng cướp sao tôi chỉ yêu cầu đừng cướp của người già muốn thì đi mà cướp ngân hàng nếu anh đi cướp ngân hàng thì tôi đánh làm gì hạ thiên lại bất mãn đá tên cướp vài cái lúc này tên cướp đã không còn phản ứng không phải hắn không muốn nói chẳng qua đã bất tỉnh này cậu nói vậy mà được à sao lại nói hắn đi cướp ngân hàng? thư tịnh nhịn không được, nàng gieo giày cao gót rồi đến kéo hạ thiên ra. cậu mà tiếp tục đá thì người này chết mất. chết thì cho chết, loại cướp không có tương lai này chết thì tốt. hạ thiên dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn tên cướp, cướp cũng không sai, cướp người già thì rất sai. audio điện tử võ tấn bền nói là như thế nhưng hạ thiên cũng không tiếp tục đá, đối phương đã hôn mê. Hắn không muốn ức hiếp một kẻ hôn mê. Thư Tịnh cũng ngồi xuống lấy túi sách đi đến đưa cho bà lão. Bà, bà xem, đây là túi tiền của bà. Cháu gái, cảm ơn cháu, cháu đúng là đã cứu mạng bà, đây là tiền cứu mạng của bà. Bà lão mở túi ra xem xét, sau đó không ngừng cảm tạ Thư Tịnh, sau đó còn tán thưởng. Đúng là cô gái tốt, xinh đẹp mà tâm tính cũng rất tốt. Bà à, bà rút tiền cũng vì có chuyện gấp bà không nên tiếp tục ở lại đây làm trễ nãi thời gian thư tịnh có chút ngượng ngùng tiền này không phải nàng lấy về nhưng bây giờ bà lão lại chuyển hết công lao cho nàng tôi phải tranh thủ đến bệnh viện bà lão nói ông nhà đang chờ tiền giải phẫu cháu giúp bà gọi taxi thư tịnh đón taxi sau đó nàng nhìn kỹ biển số cuối cùng mới yên tâm cho bà lão lên xe còn tên cướp cũng bị bảo vệ ngân hàng bắt lại khi có người bị cướp thì bảo vệ sẽ rất bận nhưng khi bắt được cướp thì bảo vệ sẽ hết bận rộn ngay bây giờ đám người lại vây quanh thư tịnh và liên tục chỉ trỏ điều này làm nàng có chút mất tự nhiên nàng trang thủ nói với hạ thiên chúng ta đi thôi đi thuê phòng sao hạ thiên hỏi lại một câu thuê cái đầu cậu gương mặt thư tịnh đỏ bừng tôi muốn đi dạo phố được chưa đi dạo phố sao hay đi mệt rồi mướn phòng cũng tốt hạ thiên cũng không ngại đi dạo phố hắn chỉ thích mướn phòng khách sạn mà thôi thư tịnh rất muốn vỗ chết hạ thiên người này có bỏ đi ý nghĩ xấu xa kia được không tóm lại chúng ta đi thôi thư tịnh kéo tay hạ thiên tên lưu manh này nói chuyện cứ oang oang nói thuê phòng trước mặt mọi người vì vậy có rất nhiều người nhìn nàng bằng ánh mắt đáng ngờ thư tịnh kéo hạ thiên về phía trước hai người đi vài trăm mét cuối cùng rời xa ngân hàng nàng mới thở phào gâu thư tịnh chỉ lo đi về phía trước Nàng căn bản không xem xét tình huống xung quanh, mãi đến khi có tiếng gầm nhẹ vang lên nàng mới kịp phản ứng. Nàng quay đầu lại nhìn, một con chó đen rất lớn đang phóng tới. Chương 339, trận chiến giữa người và chó. Á. À, thư Tịnh cực kỳ hoảng sợ, khi còn nhỏ nàng đã từng bị chó cắn một lần, có câu một lần bị rắn cắn thì 10 năm sợ dây thừng. Năm xưa thư Tịnh bị chó cắn một lần, bây giờ lại là một con chó đen còn to hơn năm xưa rất nhiều lần hơn nữa con chó lại chạy thẳng về phía nàng sao nàng không sợ cho được thư tịnh trốn ra sau lưng hạ thiên theo bản năng nhưng con chó kia giống như không muốn làm gì hạ thiên nó chỉ đuổi theo nàng sắc cầu đừng đuổi theo vợ tao hạ thiên rất bất mãn hắn đã từng gặp qua sắc lang đây là lần đầu tiên gặp sắc cầu khi thấy con chó đen cao gần nửa người đã phóng đến trước mặt và chuẩn bị tớp vào chân dài trắng nõn của thư tịnh thì hạ thiên đã nổi giận sắc cầu chết tiệt này dám sàm sỡ với vợ hắn. Hạ thiên ôm lấy vòng e nhỏ nhắn của thư tịch, hắn đưa nàng ra sau lưng, đồng thời còn tung đá lên người con chó đen. Ngao! Con chó giống lên một tiếng rồi bay lên không, sau đó rơi ra bên ngoài vài mét. Con chó đen vùng vẫy vài lượt muốn đứng lên nhưng không thành công, rõ ràng bị thương khá nặng. Tên khốn nào dám đánh tiểu hắc của tôi? Một tiếng thét vang lên, sau đó một người phụ nữ hơn 30 nhanh chóng chạy đến trước mặt con chó. Nàng dựng con chó lên, sau đó dùng ánh mắt hung ác nhìn Hạ Thiên và Thư Tịnh. Có phải các người ra tay không? Nơi này là cổng một khu dân cư khá lớn, người phụ nữ này có lẽ ở trong khu dân cư, nàng và chó đi ra một trước một sau. Có lẽ Thư Tịnh quá xinh đẹp nên sắc cẩu phóng đến, và kết quả là như bây giờ. Mà người phụ nữ dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Hạ Thiên và Thư Tịnh cũng rất bình thường, vì nơi này ngoài bọn họ ra cũng chẳng còn ai khác. Là chúng tôi thì sao? Chó của cô muốn cắn chúng tôi. Thư Tịnh rất bất mãn, thành phố không cấm nuôi chó, nhưng nuôi chó cũng được, sao lại nuôi loại chó hung hăng như vậy? Dù cũng không có luật không cho nuôi chó giữ, nhưng có con chó như vậy thì chủ nhân cũng phải có dây xích chứ. Tiểu Hắc của tôi cắn cô sao? Người phụ nữ dùng ánh mắt căm tức nhìn Thư Tịnh, trong mắt có chút ghen ghét. Nếu nói thật tâm thì người phụ nữ kia bộ dạng không tệ, gương mặt dáng người cũng khá tốt cũng có vài phần quyến rũ của người phụ nữ trưởng thành nhưng có câu nói người và người so sánh với nhau thường rất đáng hận nếu người phụ nữ này so sánh với thư tịnh thì cách nhau quá xa bây giờ thư tịnh lại ăn mặc quá tươi mát có thể nói là giết chết người phụ nữ kia trong trứng nước thư tịnh căm giận nói nếu không phải bạn tôi hỗ trợ thì nó đã cắn tôi rồi nói vậy có nghĩa là nó chưa cắn cô phải không nếu không cắn cô sao cô đánh nó Người phụ nữ giống lên với Thư Tịnh. Thư Tịnh nghe như vậy thì không khỏi tức giận. "Dựa theo ý của cô, chúng tôi phải đợi nó cắn mới đánh sao?" "Sai, dù là tiểu hắc cắn cô thì cô cũng không được đụng vào nó." Người phụ nữ kia hừ lạnh. "Chẳng phải chỉ bị cắn một cái thôi sao? Tôi bồi thường 10.000 được chưa? Không thì 100.000, nhưng cô biết tiểu hắc của tôi giá bao nhiêu không?" "Cô đúng là người không biết lý lẽ." Thư Tịnh tức giận nói. Tôi không nói lý thì sao? Có biết tiểu hắc của tôi là giống gì không? Đây là giống Mastiff Tây Tạng thuần trùng. Người phụ nữ kia dùng ánh mắt khinh thường nhìn Thư Tịnh. Tôi nói cho cô biết, dù có người trả một triệu tôi cũng không bán, giá trị của nó còn cao hơn cả cô. Dù bán cô đi cũng không được giá như vậy. Cô nói vậy được sao? Thư Tịnh hoàn toàn bị chọc tức. Nếu cô nói vậy thì tôi cũng không khách khí. Cô không khách khí sao? Tôi mới không khách khí. Bây giờ các người đánh tiểu hắc của tôi bị thương, các người phải đưa nó đi bệnh viện, nếu nó điều trị tốt, các người bồi thường 80 hay 100 ngàn coi như xong, nếu nó không tốt, các người phải đền mạng." Người phụ nữ hùng hổ nói. "Cô, cô đúng là không biết nói lý lẽ." Thư Tịnh Tức đến mức gương mặt trắng bệch, có người thế này sao? Rõ ràng là mình sai còn muốn người khác bồi thường, càng kỳ quái là bắt người đền mạng cho chó, trên đời này có chuyện thế này sao? Sao lại là cô ta? ngoài cô ta thì còn ai ỉ vào con chó để huy anh hoang khắp nơi đúng là trận chiến người và chó hình như người ta có quyền có thế nghe nói chồng là triệu phú bố là quan lớn đúng vậy hai người kia xui xẻo rồi sợ rằng sẽ phải bồi thường số tiền lớn bồi thường chỉ là chuyện nhỏ sợ rằng tù tội lần trước có một cậu bé hét lên với con chó sau đó bị cô ta thả chó ra cắn cuối cùng chỉ bồi thường chút tiền là xong trong khu dân cư đã có không ít người tụ tập, bọn họ đứng đó nghị luận, cũng không tiến lại, rõ ràng sợ đắc tội với người phụ nữ kia. Nhưng chỉ cần nghe nội dung nghị luận cũng có thể thấy người phụ nữ này và con chó bình thường là phần tử có hại cho khu dân cư, không coi ai ra gì. Lúc này người phụ nữ vẫn rất vinh váo hung hăng, nàng ôm con chó đen rồi quát lên với Hạ Thiên và Thư Tịnh. Bây giờ hai người phải theo tôi đến bệnh viện. Này, cậu nói gì đi chứ? Thư tịnh dùng ánh mắt căm tức nhìn Hạ Thiên, người này bị làm sao vậy? Còn luôn mở miệng nói mình là vợ, bây giờ vợ bị người khác ức hiếp, hắn ở bên cạnh lại im lặng, như vậy còn là đàn ông sao? Hạ Thiên trừng mắt nhìn Thư tịnh. Tôi thấy chị và cô ta cãi nhau rất vui, vì vậy không muốn quấy dày. Thư tịnh thiếu chút nữa đã chết ngất, người này chủ tâm làm nàng tức chết sao? Hắn còn nói mình và người ta cãi nhau rất vui à? Thư tịnh đang định ồn ào với Hạ Thiên, cuối cùng hắn nói này cô kia cháu của cô cũng không cần mang đến bệnh viện tôi chữa là được cậu chữa được sao người phụ nữ kia nhìn hạ thiên bộ dạng không tin tôi là thần y tất nhiên chữa được hạ thiên lười biếng nói cháu của cô đã không còn thở đưa đến bệnh viện chỉ sợ chết sớm cậu nói bậy bạ gì vậy tiểu hắc của tôi sao có thể chết được người phụ nữ kia dùng giọng căm tức nói với hạ thiên nếu cô không tin thì cứ đưa nó đi bệnh viện, dù sao chúng tôi cũng không đi. Hạ Thiên không thèm quan tâm. Người phụ nữ kia nhìn tiểu hắc trong lòng, bộ dạng của chú chó rất huệ oải, tinh thần kém cỏi. Nàng trần trừ một chút rồi cuối cùng cũng không nhịn được phải nói với Hạ Thiên. Cậu thật sự biết chữa cho chó sao? Cô để tôi chữa xong chẳng phải sẽ biết ngay sao? Nhanh thôi, chỉ một phút là cao. Hạ Thiên thuận miệng nói. Được rồi, cậu mau chữa cho tiểu hắc, nếu một phút mà còn chưa xong vậy các người tranh thủ theo tôi đến bệnh viện người phụ nữ kia chỉ cho thời gian một phút đồng hồ rõ ràng cũng muốn hạ thiên thử một lần để nó xuống đất hạ thiên chỉ vào con chó trong ngực người phụ nữ lúc này người phụ nữ lại nghe lời nàng đặt tiểu hắc bảo bối xuống đất này cậu là bác sĩ thú y sao thư tịnh không nhịn được phải hỏi khẽ tôi là thần y hạ thiên trả lời một câu sau đó hắn lấy ngân châm đâm lên người con chó vài lượt, sau đó thu ngân châm nói với người phụ nữ. Chị xong, nhanh vậy sao? Người phụ nữ có chút kinh ngạc, trước đó Hạ Thiên nói một phút nhưng thực tế cả quá trình còn chưa đến 10 giây. Thư tịnh có chút kỳ quái, không phải đã nói là chữa trị sao? Con chó kia vẫn nằm dạp trên mặt đất, sao không có chút phản ứng? Người này đúng là lừa gạt. Lúc này người phụ nữ lại ôm con chó vào lòng, sau đó nàng phát hiện tình cảnh không đúng, vì vậy dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn Hạ Thiên. Không phải cậu nói có thể chứa tốt cho tiểu hắc sao? Đúng vậy, đã chứa tốt. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Nhưng sao tiểu hắc vẫn chưa nhúc nhích, vừa rồi nó còn có phản ứng, bây giờ chẳng còn phản ứng gì. Người phụ nữ kia quát lên với Hạ Thiên. À, điều này hả, nó chết rồi còn phản ứng gì nữa? Hạ Thiên vẫn rất nghiêm trang. Cậu, cậu nói gì? Người phụ nữ kia cảm thấy trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa nàng đã hôn mê bất tỉnh. "Cậu, cậu dám giết tiểu hắc của tôi?" "Đúng vậy." Hạ Thiên trả lời rất chân thành. Thư Tịnh ở bên cạnh chợt ngây người, đám người ở phía xa xem náo nhiệt cũng ngây người, người này chẳng phải nói sẽ chữa tốt cho chó à? Sao bây giờ lại giết chó? "Cậu, cậu không phải nói sẽ chữa tốt cho nó sao?" Người phụ nữ khó thể tiếp nhận sự thật, nàng còn đang ảo tưởng Hạ Thiên lừa mình. Đúng vậy, chó điên cắn người, nếu đã là chó điên thì phải có biện pháp dành cho chó điên, biện pháp tốt nhất là giết, như vậy sẽ không còn là chó điên, chữa làm gì cho mệt. Hạ Thiên nói như thật. Thư Tịnh nghe Hạ Thiên nói như vậy thì hiểu ra, người này hoàn toàn không muốn chữa cho chó, chẳng qua chỉ muốn giết mà thôi, rõ ràng người phụ nữ kia đã bị lừa. Nhưng lúc này Thư Tịnh cũng không nói Hạ Thiên là kẻ lừa đảo, nàng rất thoải mái. Con chó kia chết rồi à? Hình như là vậy. Tốt quá, khu chúng ta không còn chó giữ. Tiểu tử kia biết làm chuyện tốt. Đúng vậy, chuyện vui lớn, nhưng tiểu tử kia sợ rằng sẽ gặp phiền toái. Đám người ở khu dân cư bắt đầu thảo luận, một số người hưng phấn, một số người dùng ánh mắt lo lắng nhìn Hạ Thiên. Còn người phụ nữ kia thì choáng váng, nàng sờ nắm trên người con chó, còn lẩm bẩm. Tiểu Hắc, tỉnh lại, đừng làm ta sợ, không thể như vậy được. Này choáng váng làm gì, nó toi rồi, dù thần tiên cũng không cứu được. Hạ thiên hảo tâm nhắc nhở người phụ nữ kia. Người phụ nữ kia nghe nói như vậy thì cuối cùng cũng kịp phản ứng, sau đó nàng dùng ánh mắt tràn đầy cừu hận nhìn hạ thiên, cuối cùng còn thét lên. Tên khốn, bà liều mạng với mày. Khi tiếng thét chói tai vang lên thì người phụ nữ cũng ôm con chó phóng về phía hạ thiên, bộ dạng giống như dùng đầu đập vào hạ thiên, đúng là liều mạng. Chương 340, cần gì phải quan tâm cô có phải là người hay không. Khi thấy người phụ nữ phóng về phía Hạ Thiên, tất cả đều suy đoán phản ứng của Hạ Thiên, mà đối với Thư Tịnh thì nàng nghĩ rằng hắn sẽ chạy trốn. Những năm gần đây đàn ông thường tranh đua đấm đá nhau xem ai mạnh hơn, nhưng đàn ông mà đánh nhau với đàn bà chua ngoa, cuối cùng người kém may mắn vẫn là đàn ông. Nhưng Thư Tịnh cũng lập tức ngây dại, đám người xung quanh cũng ngây người, vì bọn họ phát hiện Hạ Thiên giơ chân đá văng người phụ nữ điều này người này đánh cả phụ nữ sao trong đầu thư tịnh bùng lên ý nghĩ này nàng thấy đàn ông đánh phụ nữ thì chắc chắn sẽ cho rằng tên đàn ông có vấn đề nhưng bây giờ cũng là tình cảnh như vậy nàng thấy hạ thiên đá văng người phụ nữ kia nhưng trong lòng lại thấy rất thoải mái đám người xung quanh thấy người phụ nữ bị đá văng và ngã ra đất cũng rất hả giận ai bảo người này bình thường đắc tội với quá nhiều người người phụ nữ kia bị đá văng hình như thanh tỉnh hơn nàng bò lên khỏi mặt đất sau đó nàng dùng ánh mắt khó tin nhìn hạ thiên cậu cậu đánh tôi sao đúng đánh cô hạ thiên bĩu môi cậu có phải là đàn ông không lại dám đánh cả phụ nữ sao cậu là một người đàn ông mà chỉ biết ức hiếp phụ nữ như vậy tính là bản lĩnh gì người phụ nữ đột nhiên mắng lên phẫn nộ ai bảo cô ức hiếp vợ tôi hạ thiên lười biếng nói người nào ức hiếp vợ tôi tôi sẽ ức hiếp lại dù cô là đàn ông hay đàn bà hoặc có phải là người hay không cũng vậy. Cậu, cậu, tôi sẽ không bỏ qua cho cậu. Người phụ nữ kia dùng ánh mắt oán độc nhìn Hạ Thiên. Có bản lĩnh thì cứ đợi đấy. Tôi không rãnh chờ cô. Hạ Thiên kéo tay thư tịnh. Vợ tịnh tịnh, chúng ta đi thôi, chỗ này cũng chẳng còn gì hay. Hạ Thiên nói xong lời này thì kéo thư tịnh đi về phía trước không nhanh không chậm. Đứng lại đó cho tôi. Người phụ nữ kia không cam lòng để Hạ Thiên cứ như vậy mà bỏ đi, nàng phóng theo. Hạ Thiên vung ngón tay, một điểm sáng phóng ra, người phụ nữ kia chạy được vài bước thì đột nhiên cảm thấy đầu gối tê dần, sau đó ngã lăn ra. Đám người đứng xem rốt cuộc cũng cười vang, khi người phụ nữ đứng lên thì Hạ Thiên và Thư Tịnh đã biến mất trong tầm mắt, rõ ràng đuổi theo cũng không còn kịp. Tôi sẽ không bỏ qua. Người phụ nữ gào về phía Hạ Thiên và Thư Tịnh, sau đó nàng lấy điện thoại ra bấm số hạ thiên kéo thư tịnh đi được vài trăm mét thì đột nhiên nghĩ ra một vấn đề bọn họ còn chưa quyết định xem đi dạo phố ở đâu vợ tịnh tịnh chúng ta đi dạo phố ở đâu hạ thiên thuận miệng hỏi không đi dạo phố thư tịnh suy nghĩ rồi nói nàng vốn cũng không muốn đi dạo phố trước đó nàng chỉ tìm cớ mà thôi tình cảnh náo loạn vừa rồi làm nàng không còn chút tâm tình nào hạ thiên có vẻ hưng phấn vợ tịnh tịnh vậy chúng ta đi mướn phòng thôi thư tịnh lập tức nổi giận nàng chừng mắt nhìn hạ thiên cậu đi mà mướn phòng một phút trước đó thư tịnh còn có chút hảo cảm với hạ thiên vì tên này đã dạo bảo cho người phụ nữ khốn kiếp kia một bài học nhưng bây giờ chút hảo cảm vừa rồi đã tan tành sao trong đầu tên này toàn nghĩ đến những chuyện như vậy chuyện này rất quan trọng tôi tất nhiên phải nhớ kỹ hạ thiên ra vẻ rất vô tội cùng vợ mướn phòng rõ ràng là nổi nhớ của tất cả đàn ông đâu phải của riêng mình hắn Thư Tịnh có chút buồn bực, phải làm sao để người này có thể bỏ qua? Chẳng lẽ thật sự phải đi mướn phòng? Đừng nói bây giờ nàng không muốn làm vợ, nếu thật sự muốn cũng sẽ không như vậy. Nàng mới gặp mặt đối phương vài lần, bây giờ nếu đi mướn phòng với người ta, chuyện này truyền ra ngoài, người khác sẽ cho nàng là gái lẳng lơ. Tôi muốn về trường. Thư Tịnh cuối cùng cũng nhớ đến một địa phương. À, không có vấn đề, tôi cùng đi với chị. Hạ Thiên lập tức đồng ý chúng ta ngồi taxi. Tôi đi xe buýt. Thư tịnh đi về phía trạm xe buýt, nàng thầm nghĩ nếu Hạ Thiên không thích đi xe buýt, như vậy nàng có thể thẳng thừng vứt bỏ hắn. Đáng tiếc là Thư tịnh lại phải thất vọng, Hạ Thiên lập tức đi đến, hắn có chút mê hoặc. Vợ tịnh tịnh, sao phải đi xe buýt? Xe buýt rất chật trội, bên trên có rất nhiều đàn ông muốn chiếm chút tiện nghi của chị. Hạ Thiên nhớ đã hai lần đi xe buýt, lần đầu tiên hắn xuống núi là đi với Tôn Hinh Hinh, Lúc đó trên xe buýt có rất nhiều người muốn chiếm tiện nghi của chị Hinh. Sau đó hắn phải bảo vệ chị Hinh, ôm nàng vào lòng, không cho bất kỳ kẻ nào khác chiếm tiện nghi, có gì cũng là hắn chiếm sạch. Thư Tịnh Trừng mắt nhìn Hạ Thiên. Vì ngồi xe buýt rất rẻ, chỉ cần 2 đồng. Nhưng ngồi xe taxi cũng rất rẻ, chỉ 20 đồng. Hạ Thiên vẫn không nghĩ ra. Thư tịnh đột nhiên cảm thấy mình khó thể phản bác lời của Hạ Thiên, đối với một người tùy tiện ném ra 500 ngàn thì 20 đồng đúng là rất rẻ. Tôi thích ngồi xe buýt không được. Thư tịnh có chút hờn dỗi. À, vậy thì được, chị thích thì cứ ngồi xe buýt. Hạ Thiên cũng rất thừa nhận lý do này, vợ hắn thích làm gì, hắn thường cho vợ làm. Hai người vừa đứng ở trạm xe buýt, vừa đúng lúc có xe đến Đại học Thể dục Thể thao Thư tịnh và Hạ Thiên lên xe, trên xe cũng không có quá nhiều người. Còn có mấy chỗ trống. Thư Tịnh trả tiền, sau đó nàng đi đến ngồi xuống ở hàng ghế cuối. Hạ Thiên cũng đến ngồi xuống, trong lòng hắn có chút thất vọng, hắn vốn mong có nhiều người một chút, như vậy sẽ có thể bảo vệ vợ Quang Minh chính đại. "Vợ Tịnh Tịnh, chị đến đại học thể dục thể thao làm gì? Hôm nay chị cũng có tiết học sao?" Hạ Thiên không có việc gì để làm, hắn cũng chỉ còn cách nói chuyện với Thư Tịnh. "Hôm nay có tiết nhưng tôi xin nghỉ." tôi đến Đại học Thể dục Thể thao tìm đám Khương Phong. Thư tịnh cũng giải thích một câu, thật ra lần đầu tiên nàng gặp Hạ Thiên thì cảm giác vẫn rất tốt, nếu hắn không tỏ ra ghét bỏ nàng không sinh thì chẳng sao. Nhưng bây giờ hắn cảm thấy nàng sinh hơn và muốn cướp làm vợ, ít nhất nàng cũng chỉ có thể coi hắn là bạn. Khương Phong sao? Hạ Thiên suy nghĩ, sau đó hắn nhớ đến bộ dạng của Khương Phong, ngay sau đó hắn dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Thư tịnh. Vợ tịnh tịnh, chị tìm bọn họ làm gì? Cậu gặp thì biết, Thư Tịnh tức giận nói, nàng cũng không có tâm tình cùng một tên háo sắc và ánh mắt có vấn đề nói chuyện rông dài. Chỉ cần nhớ đến tình cảnh Hạ Thiên chê mình không sinh mà Thư Tịnh đã tức lộn ruột, bình thường nàng chỉ cố gắng giảm bớt cách ăn mặc mà thôi, nàng cảm thấy mặc trang phục bóng rổ rất thoải mái. Nhưng khi đó người này lại cảm thấy nàng không sinh thật sự là ánh mắt có vấn đề. Lúc này xe buýt lại tiến vào trạm nơi đây có rất nhiều người, vì vậy mà có hơn 10 người lên xe không gian xe buýt cũng chất đầy. Xe lại tiến lên, Hạ Thiên mở miệng. Vợ tịnh tịnh, chị nói xem đám người kia sao lại có ánh mắt thấp kém như vậy. Người phụ nữ xấu như thế mà bọn họ cũng muốn chiếm tiện nghi. Cậu nói ai? Thư tịnh dò hỏi. Là hắn. Hạ Thiên chỉ về phía trước. Thư tịnh nhìn theo tay Hạ Thiên, sau đó nàng thấy một người đàn ông ăn mặc bình thường đang dán người lên người một cô gái trẻ. Một tay của người đàn ông kia đang chụp lên mông cô gái, một ta còn lại sộc vào tui quần thư tịnh thấy tình cảnh như vậy thì có chút chóng mặt ánh mắt hạ thiên đúng là có vấn đề người này không phải đang chiếm tiện nghi người ta đang móc túi này anh làm gì vậy thư tịnh hét lên với người đàn ông kia tên đàn ông giống như không nghe thấy lời nói của thư tịnh hắn rút ví của cô gái ra được một nửa tiền lúc này cô gái vẫn chưa phát hiện ra có người trộm tiền thư tịnh lúc này trực tiếp hô lớn người đàn ông nghe nói như vậy thì đột nhiên quay đầu dùng ánh mắt hung hăng nhìn thư tịnh sau đó hắn nhét ví vào lại trong túi của cô gái sau đó hắn thu tay bộ dạng điềm nhiên như không mà cô gái cuối cùng cũng có phản ứng nàng đưa tay sờ lên túi quần bóp vẫn còn vì vậy cũng không nói gì thêm đám người trong xe cũng đều xem xét ví của mình sau khi phát hiện bóp vẫn còn thì đều nhìn về phía thư tịnh ai trộm tiền lúc này lái xe cũng dừng lại hắn quay đầu ra phía sau hỏi Tên đàn ông nhìn chằm chằm vào Thư Tịnh, trong ánh mắt có hương vị uy hiếp. Nhưng Thư Tịnh cũng không sợ, nàng chỉ tay vào tên đàn ông kia. Chính là anh taxi. Lúc này tất cả mọi người trên xe đều nhìn về phía tên đàn ông, kể cả cô gái vừa rồi đứng gần cũng dùng ánh mắt cảnh giác nhìn hắn. Cô gái chợt hiểu ra, vừa rồi thiếu chút nữa mình đã bị móc túi. Khi bị mọi người nhìn chằm chằm thì tên đàn ông cũng không chút hoang mang. "Tiểu thư, cô nói phải chịu trách nhiệm." cô nói tôi móc túi, vậy tôi móc ai? Anh đừng chống chế, tôi tận mắt nhìn thấy anh rút ví của cô ấy, tôi hô lên anh mới thả lại. Thư tịnh chỉ vào cô gái. Anh nói mình không phải kẻ trộm, vậy có dám theo tôi đến đồng công an không? Tiểu thư, bóp của cô vừa bị người ta móc sao? Tên đàn ông nhìn về phía cô gái. Cô gái kia có chút do so dự, sau đó nàng lắc đầu. Không, tôi không cảm thấy người ta trộm bóp. Tuy cô gái biết thư tịnh nói không sai, nhưng bóp vẫn chưa mất, nàng không muốn gây phiền. Sao vậy? Thư tịnh có chút tức giận. Lúc nãy cô đã quay đầu nhìn, cô rõ ràng thấy hắn móc bóp mình. Tôi thấy cô nhìn lầm rồi, nếu tôi thấy người ta móc túi mình thì sẽ hô lên, nhưng thực tế là tôi không biết. Cô gái tiếp tục nói. Nếu đã không có ai bị mất bóp thì tôi tiếp tục lái xe. Tài xế lại khởi động xe. Chẳng phải chỉ là một tên cắp vặt sao. Có gì phải sợ? Thư Tịnh Cam giận nói, nàng thường xuyên xem tin móc túi trên báo đài, không ngờ đâu là lần đầu tiên gặp phải ngoài đời. Chương 341, tên móc túi kiêu ngạo. "Tiểu thư, nếu cô nói tôi là móc túi, tôi tố cáo cô phỉ bán người khác." Tên đàn ông nhìn Thư Tịnh, trong mắt lóe lên cái nhìn tàn độc. "Anh đi mà tố cáo, tôi đang ước gì anh tố cáo tôi." Thư Tịnh hừ một tiếng, nàng cũng không tin tên cắp phạt này có gan đi tố cáo nàng. Lúc này xe buýt đã đến chạm, cô gái trẻ xuống xe nhưng tên đàn ông vẫn còn ở trên xe, rõ ràng hắn cũng không quan tâm thân phận của mình bị vạch trần. Trên đường đi tên đàn ông thỉnh thoảng nhìn về phía thư tịnh, không biết vì nàng xinh đẹp hay vừa rồi phá hoại chuyện tốt của hắn, mà nàng cũng dùng ánh mắt căm giận nhìn tên đàn ông. Người này rõ ràng là một tên móc túi, lại còn điềm nhiên ngồi trên xe, nhưng nàng cũng không có biện pháp để bắt hắn. Điều này làm nàng không phục, Chẳng lẽ những năm gần đây móc túi lại quang minh chính đại như vậy? Thư Tịnh cứ ngồi bực bội như vậy 10 phút thì xe buýt đến trường đại học thể dục thể thao, Thư Tịnh và Hạ Thiên cùng nhau xuống xe, mà tên đàn ông cũng xuống theo. Xe buýt dừng lại trước cổng đại học thể dục thể thao vài trăm mét, Thư Tịnh sau khi xuống xe thì đi về phía trước vài chục mét, sau đó nàng cảm thấy có chút kỳ lạ, nàng quay đầu xem và thấy tên đàn ông kia vẫn đi theo mình. Anh muốn gì? thư tịnh quay người nhìn tên đàn ông rồi tức giận hỏi tiểu thư chẳng lẽ cô không thấy tôi đang đi đường sao tên đàn ông dùng giọng không chút hoang mang nói sao anh lại đi theo tôi thư tịnh rất tức giận có phải anh muốn trả thù tôi nói cho anh biết tôi không sợ anh đường này không phải của riêng cô cô có thể đi thì tôi cũng có thể đi còn cô nói tôi đi theo chẳng qua cũng chỉ tiện đường mà thôi tên đàn ông lười biếng nói anh Thư Tịnh không còn cách nào phản bác. Sau đó nàng nói, có bản lĩnh thì cứ đi theo. Thư Tịnh tức giận xoay người và tiếp tục đi về phía cổng Đại học Thể dục Thể thao. Đây là địa bàn của nàng, nàng không sợ tên cắp vật kia. À, cô nàng, xem ra là sinh viên Đại học Thể dục Thể thao. Tên đàn ông nói một câu sau lưng Thư Tịnh, giọng nói giống như những kẻ lưu manh. Như vậy thì sao? Thư Tịnh xoay người, nàng dùng ánh mắt tức giận nhìn tên đàn ông tên đàn ông đột nhiên lấy ra một chiếc điện thoại, sau đó hắn nhắm về phía thư tịnh, một tiếng click vang lên, thì ra hắn chụp hình nàng. Anh làm gì vậy? Thư tịnh tức giận phóng về phía tên đàn ông. Sao anh chụp hình tôi? Chật chật, quá xinh, gương mặt này, vòng eo này, cặp chân. Lúc này tên đàn ông hiện nguyên hình, trong miệng là những tiếng chật chật tán thưởng, hai mắt di chuyển không ngừng lên những bộ vị mấu chốt của thư tịnh. Lưu manh, thư tịnh tức giận mắng một câu. Cô gái, tôi chỉ nhìn cô thì đã bị mắng là lưu manh, nhưng tôi nói cho cô biết, đám anh em của tôi còn mạnh hơn. Cô có tin, nếu tôi đưa hình của cô cho đám anh em, đêm nay sẽ có người kéo cô lên giường làm chúc chuyện của Lưu manh chính thức." Tên móc túi nhìn Thư Tịnh rồi dùng giọng lười biếng nói. Thư Tịnh càng thêm tức giận. "Anh uy hiếp tôi sao?" "Cô gái xinh đẹp, tôi không uy hiếp cô, cô lớn lên với bộ dạng hại nước hại dân, hơn nữa còn xen vào chuyện của người khác." sao tôi không nói với đám anh em để bọn họ dạy bảo cô tên móc túi dùng ánh mắt tham lam nhìn thư tịnh hắn không phải chưa chơi đùa phụ nữ nhưng đây là lần đầu tiên hắn được nhìn thấy một cô gái xinh đẹp và dáng người tốt như vậy bộ dạng cô không khác gì ngôi sao chỉ cần được nằm lên người cô cũng có không ít huynh đệ tình nguyện đi tù vài năm anh anh khốn kiếp thư tịnh tức giận đến mức gương mặt đỏ bừng gái đẹp có muốn nghe lời đề nghị của tôi không tên móc túi bị chửi mà vẫn lộ ra nụ cười ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào thư tịnh không chấp anh tốt nhất cút ngay cho tôi nếu không tôi gọi người thư tịnh tức giận nói gái đẹp anh em chúng tôi cũng rất biết nói lý lẽ có một câu nói không quyến rũ chị hai cô đã nghe nói rồi chứ tên móc túi vẫn không e sợ hắn nói vì vậy nếu không có gì ngoài ý muốn thì em phải làm bạn gái của anh như vậy anh đảm bảo em không có chuyện gì anh đừng mơ mộng hão huyền thư tịnh nghe thấy đối phương có suy nghĩ như vậy thì không khỏi sinh ra cảm giác buồn cười gái đẹp anh khuyên em nên biết suy nghĩ nếu em tình nguyện làm bạn gái của anh sự việc hôm nay anh sẽ không so đo với em nếu không thì tên móc nói đến đây thì ngừng lại sau đó tiếp tục anh nhất định sẽ hối hận thư tịnh đang muốn nói đột nhiên bên cạnh nàng vang lên một âm thanh này thằng ngu muốn cướp vợ của anh sao vừa rồi hạ thiên đang thưởng thức lưng của thư tịnh vì hắn phát hiện lưng của nàng rất mê người đặc biệt là cặp mông làm cho hắn sinh ra xúc động muốn vỗ lên vì vậy mà vừa rồi hắn cũng không quan tâm đến đoạn đối thoại của thư tịnh và tên móc túi nhưng khi hắn nghe thấy tên móc túi muốn thư tịnh làm bạn gái thì hắn lập tức bực bội tên này dám có tư tưởng cướp vợ hắn đúng là khó thể tha thứ tiểu tử đừng xen vào vẻ mặt tên móc túi trầm xuống ánh mắt hắn nhìn hạ thiên có chút âm tàn hắn khách khí với thư tịnh vấn đề là nàng đẹp hắn có ý với nàng nhưng hạ thiên là đàn ông hơn nữa còn là một tên quá xấu tất nhiên tên móc túi sẽ không khách khí biến đừng làm phiền vợ anh hạ thiên càng không khách khí bây giờ hắn không ra tay đã xem như khách khí lắm rồi mày muốn chết sao tên móc túi đưa tay vào túi sau đó hắn rút ra một con dao găm hắn chĩa vào hạ thiên không muốn chết thì phắn ra á à vẻ mặt thư tịnh chợt biến đổi, nàng hô lớn khi đang định thét lên thì nghe thấy một tiếng hét thảm thiết, hơn nữa tiếng kêu thảm kia lại quá giống giọng điệu của tên móc túi. á à, á, à. tiếng kêu thảm của tên móc túi còn chưa ngừng lại, thư tịnh chợt bình tĩnh quan sát. Sao găm trên tay tên móc túi không biết đã mất đi đâu, nhưng lúc này hắn đang lăn lộn trên mặt đất, không phải bản thân hắn muốn, chẳng qua bị hạ thiên đá liên tục, không thể không lăn lộn. bảo chú cút nhưng không nghe. Bây giờ muốn anh giúp phải không?" Hạ Thiên bất mãn nói. Thư Tịnh chợt ngây người, Hạ Thiên có vẻ rất lợi hại, nghĩ lại thì thấy đúng là như vậy. Khi còn ở ngân hàng thì chính hắn đã ra tay bắt tên cướp, sau đó đánh chết con chó mastiff Tây Tạng, bây giờ tên móc túi cầm dao hùng hổ cũng bị hắn đánh cho lăn lộn. Thư Tịnh nhớ đến tình cảnh đánh bóng rổ thần kỳ trước đó, nàng cuối cùng cũng ý thức được Hạ Thiên tuy háo sắc nhưng thật sự có bản lĩnh. "Này, làm gì đấy, mau dừng tay!" Một chiếc xe cảnh sát tuần tra dừng lại ven đường, hai tên cảnh sát một thấp một cao bước xuống, khi thấy Hạ Thiên đá người thì tên cảnh sát cao giáo lớn tiếng ngăn cản. "Cảnh sát, anh cảnh sát, các anh đến vừa đúng lúc, đây là tên móc túi, vừa rồi còn rút ra uy hiếp chúng tôi." Thư Tịnh vội vàng giải thích, Hạ Thiên bên kia còn chưa dừng tay, nguyên nhân rất đơn giản, người ta nói hắn dừng tay chứ không phải dừng chân. Dù là móc túi cũng không nên đánh như vậy. Tên cảnh sát cao nhìn thấy thư Tịnh thì giọng nói hòa hoãn trở lại, đúng là không có biện pháp, ai bảo nàng xinh đẹp như vậy, tất nhiên đẹp phải có ưu thế. Tên cảnh sát lùn đi đến bên cạnh Hạ Thiên, hắn dùng giọng ôn hòa nói. "Tiểu tử, đừng đá nữa, dù móc túi rất đáng ghét nhưng nếu cậu đánh chết hắn thì cũng phạm tội, không đáng đâu." Hạ Thiên lúc này mới dừng chân, nhưng không phải vì nghe lời tên cảnh sát lùn, vì hắn đã đá chán rồi. "Cảnh sát, tôi không phải là móc túi." bọn họ cố ý đả thương người tên móc túi lúc này cũng đứng lên hắn tức giận chỉ vào người hạ thiên rồi nói lúc nãy hắn lăn lộn vài chục vòng nhưng bây giờ vẫn có thể đứng lên rõ ràng bản lĩnh cũng không tệ này anh còn biết sâu hổ không sao có thể lật lọng như vậy thư tịnh không nhịn được phải mắng ai lật lọng cô nói tôi là móc túi có chứng cứ gì sao nhưng hắn đánh tôi hai cảnh sát này đều thấy rõ ràng Tên móc túi nhìn Hạ Thiên, trong mắt lóe lên hào quang âm tàn, khoảnh khắc này hắn hận không thể băm vằm Hạ Thiên cho chó ăn. Lăn lăn làm gì, ai đúng ai sai chúng tôi sẽ có phán đoán." Tên cảnh sát cao dùng giọng mất vui nói, hắn vừa mở miệng thì Thư Tịnh đang định phản bác cũng không tiếp tục mở lời. "Cô là sinh viên đại học thể dục thể thao sao?" Tên cảnh sát cao nhìn Thư Tịnh, giọng điệu cũng hòa hoãn trở lại. "Đúng vậy, cảnh sát, tôi là Thư Tịnh, là sinh viên năm tư." thư tịnh khẽ gật đầu nói, cô nói cậu ta là móc túi, cô có chứng cứ gì không? tên cảnh sát cao chỉ vào tên móc túi bị đánh thê thảm nói, tôi tận mắt thấy anh ta móc túi người trên xe buýt, sau khi bị tôi phát hiện thì còn xuống xe theo đến đây, bây giờ còn uy hiếp. thư tịnh tức giận nói, tên cảnh sát cao nghe nói như vậy thì quay sang tên móc túi, anh tên gì? cô ấy nói có đúng không? cảnh sát, tôi là phùng trí tôi không trộm tiền của người ta, tôi chỉ thấy cô ta xinh đẹp nên đi theo, chẳng qua chỉ muốn làm quen mà thôi. Tên móc túi tự xưng là Phùng Chí phủ nhận hoàn toàn. Tên cảnh sát cao nghe Phùng Chí nói vậy thì khẽ nhíu mày, hắn nhìn thư tịnh. Cô còn chứng cứ gì khác không? Ví dụ như thấy túi tiền hắn giấu ở đâu không? Có câu nói bắt cướp phải có tang vật, chỉ cần có tang vật là đủ, nếu không thì rất phiền, người ta một mực phủ nhận thì cũng không còn biện pháp nào khác. Anh ta bị tôi phát hiện thì lập tức nhét bóp trở lại. Thư Tịnh thở phì phò nói: "Cảnh sát, anh nghe thấy không? Cô ta căn bản vu oan cho tôi, thật ra chẳng có chứng cứ gì." Phùng Chí lúc này ra vẻ rất tức giận. "Cảnh sát, dù cô ta xinh đẹp cũng không có quyền vu oan cho người như vậy được." Chương 342: Móc túi vẫn là móc túi. "Tôi không vu oan cho anh ta, bạn tôi có thể làm chứng." Thư Tịnh chỉ hạ thiên cậu ấy cũng thấy anh ta móc túi người khác. Các người là bạn, tất nhiên đã thông đồng vụ oan cho tôi. Phùng Chí cười lạnh. Cảnh sát, bây giờ tôi không những muốn tố cáo anh ta đánh người, còn tố cáo cô ta phỉ bán người khác. Anh, anh có còn biết xấu hổ không? Đúng là vô sỉ. Thư tịnh cảm thấy khó thở, sao có người vô sỉ như vậy? Cảnh sát, tôi muốn tố cáo cô ta sỉ nhục người khác. Phùng Chí tiếp tục nói. Anh, Thư tịnh hoàn toàn bị chọc tức. Phùng Chí dùng ánh mắt đắc ý nhìn thư tịnh, trong mắt hắn có vài phần mỉa mai, hắn đã quen mặt đám sinh viên, sao có thể là đối thủ của hắn. Vợ tịnh tịnh đừng nóng, tôi thấy tận mắt người này lấy bóp của cô gái trên xe buýt nhét vào túi quần. Hạ Thiên cười hì hì với thư tịnh, sau đó hắn chỉ vào túi quần bên trái của Phùng Chí. Nó ở đây, tên cảnh sát cao nhíu mày. Vừa rồi không phải cô ta đã nói, tên cướp đã nhét ví trở lại rồi sao? Anh ta để lại cũng có thể trộm lại. Hạ Thiên có chút mất hứng, đám cảnh sát này ngu như heo. Phùng Chí thấy như vậy thì không đợi cảnh sát mở miệng, hắn nói. Đúng là ăn tục nói phét, trong túi là bóc của tôi. Nếu đã như vậy thì anh lấy ra xem. Tên cảnh sát cao nói. Hạ Thiên lúc này mới tán dương tên cảnh sát cao một câu, xem ra cũng không quá ngốc. Cảnh sát, nếu lấy bóp ra cũng chẳng sao, nhưng nếu là bóp của tôi, vậy anh có bắt bọn họ lại không?" Phùng Chí chỉ vào Hạ Thiên. Tên cảnh sát lùn hừ khẽ một tiếng rồi nói: "Chúng tôi sẽ xử lý công bằng, không cần cậu dạy bảo." Tên cảnh sát cao cũng mất kiên nhẫn: "Mau lấy ví ra xem." Phùng Chí lúc này mới đưa tay vào túi quần, nhưng hắn đưa tay vào thì vẻ mặt biến đổi, sau đó cũng không rút ra. "Lề mề làm gì, mau lấy ra!" tên cảnh sát cao đã không nhịn được, lúc này hắn đã bắt đầu nghi ngờ Phùng Trí thật sự là móc túi. Lúc này tên cảnh sát lùn thấy con dao dưới đất thì hỏi. Dao này của ai? Thư tịnh lập tức đón lời. Là của tên móc túi, hắn dùng nó để uy hiếp chúng tôi, anh lấy đi kiểm nghiệm sẽ thấy dấu vân tay của hắn. Lúc này tên móc túi Phùng Trí cũng không rút tay từ túi quần ra, vẻ mặt hắn vốn không tốt đẹp gì, bây giờ nghe thấy thư tịnh nói như vậy thì càng thêm khó coi. Con mẹ nó, mày hãm hại tao." Phùng Trí đột nhiên giống lên với Hạ Thiên. "Anh có bệnh à, cậu ta hại anh hồi nào? Anh ấy luôn đứng bên cạnh tôi, ngược lại anh luôn đi theo tôi, chẳng lẽ là anh đi đến để cậu ấy hãm hại sao?" Thư Tịnh bất mãn mắng. Phùng Chí nghe nói như vậy thì không biết phản bác thế nào cho phải, hắn biết lần này mình bị hãm hại, hắn là móc túi, có rất nhiều thứ không cần nhìn mà chỉ cần dùng tay sờ qua là biết nhưng bây giờ hắn đưa tay vào túi và biết bóp không phải là của mình, vì vậy hắn mới không rút tay ra. Tên cảnh sát cao đã không còn nhịn được, hắn chụp lấy tay phải của Phùng Trí, sau đó kéo ra, cuối cùng tự đưa tay vào túi rút bóp. Tên cảnh sát cao mở bóp ra xem, sau đó hắn cười lạnh với Phùng Trí. Đây là bóp của anh sao? Tôi chỉ cần nhìn qua là biết nó không phải là của cô gái này, vậy anh là con gái sao? Thư tịnh không khỏi chạy đến nhìn thoáng qua, sau đó nàng thấy trong ví có giấy chứng minh, chỉ cần nhìn vào ảnh thì nàng cũng nhận ra, chẳng lẽ nó là của cô gái đi xe buýt vừa rồi. Tôi không trộm, tôi thật sự không trộm, tôi không lấy cái bóp này. Phùng Chí có chút nôn nóng, hắn cũng nhận ra cái bóp kia là của cô gái trước đó, nhưng vấn đề là khi đó hắn đã đẩy bóp quay về vị trí, sao bây giờ lại nằm trong túi hắn. Đi đến đồn cảnh sát rồi nói sau. Tên cảnh sát lấy còng bắt Phùng Chí, sau đó đưa đối phương lên xe hai vị sinh viên để lại số điện thoại nếu có cần người làm chứng thì chúng tôi sẽ điện thoại thông báo tên chị lùn nói với hạ thiên và thư tịnh được thư tịnh thấy tên móc túi đã bị bắt nàng rất vui sướng tất nhiên sẽ đưa số điện thoại cho tên cảnh sát lùn đúng lúc này hạ thiên đã trừng mắt chị ấy là vợ tôi anh muốn thì cứ tìm tôi anh muốn thì cứ tìm tôi tên cảnh sát lùn chợt ngẩn ngơ sau đó hắn cười ha hả được cứ như vậy cuối cùng hắn còn tán thưởng một câu. Tiểu tử, cậu rất may mắn, nhưng nên giám sát vợ chặt chẽ một chút, coi chừng bị người ta cướp mất. Ai cướp vợ của tôi, tôi sẽ lấy đầu của hắn. Hạ Thiên trả lời. Ha ha, có quyết đoán. Tên cảnh sát lùn cười ha hả sau đó hắn leo lên xe tuần tra. Hắn không cho rằng Hạ Thiên nói thật, nhưng hắn không biết Hạ Thiên nói hoàn toàn là thật, nếu ai cướp vợ hắn thì chỉ còn đường chết. Thư Tịnh lúc này cũng không so đo những lời của Hạ Thiên, nàng chỉ nhìn xe tuần tra chạy đi, gương mặt xinh đẹp tràn đầy mê hoặc, nàng lẩm bẩm. Kỳ quái, sao tôi thấy người phụ nữ kia chưa bị móc túi nhỉ? Khi cô ấy xuống xe thì đứng cách tên móc túi khá xa mà. Là tôi trộm. Hạ Thiên lại cười nói. Sao? Thư Tịnh duyên dáng kêu lớn một tiếng, nàng dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Hạ Thiên. Cậu trộm sao? Đúng vậy tôi thấy cô gái kia thích bị trộm vì vậy tôi mới thỏa mãn cô ta trộm ví của cô ta hạ thiên hời hợt nói thư tịnh chợt ngẩn ngơ cuối cùng nàng cũng biết hạ thiên đang làm mình hả giận sở dĩ hắn lấy bóc của cô gái kia cũng vì nguyên nhân đối phương không chịu đứng về phía nàng để vạch trần tên móc túi nhưng thư tịnh vẫn cảm thấy rất khó hiểu nếu là cậu trộm sao lại nằm trên người tên móc túi tất nhiên là tôi đặt lên người hắn hạ thiên nhìn chằm chầm vào thư tịnh trong lòng hắn có chút kỳ quái vợ tịnh tịnh sao cũng ngốc như vậy sao cậu thật sự hãm hại anh ta thư tịnh không khỏi hô lên một tiếng nàng không nghĩ ra sao cậu làm được đơn giản thôi lấy ví của hắn ra đưa ví của người phụ nữ kia vào như vậy thôi hạ thiên thuận miệng nói thư tịnh không biết nói gì hơn nàng cũng biết là đơn giản như vậy vấn đề làm sao để đối phương không phát hiện ra hạ thiên lúc này móc trong túi ra một cái bóp hắn bỏ ra rồi nói đúng là móc túi quá nghèo khó hạ thiên tiện tay quăng bóp ra ngoài cái bóp bay thẳng đến trước mặt một tên ăn mày ngồi ở ven đường sau đó hắn ôm lấy vòng eo mềm của thư tịnh vợ tịnh tịnh chúng ta đi thôi thư tịnh thấy tình cảnh như vậy thì không khỏi giật mình mãi đến lúc hạ thiên ôm nàng đi qua cổng trường đại học thể dục thể thao thì mới kịp phản ứng nàng bị lưu manh này chiếm tiện nghi lớn vì vậy phải vội vàng tránh qua, sau đó bước nhanh vào bên trong. Bên đường có một tên ăn mày có tư tưởng vĩ đại, hắn đang có kế hoạch trở thành người thành phố. Lúc này trong lòng hắn đang thầm nói, đúng là người thành phố này quá keo kiệt, nhiều người đi qua đi lại mà không cho chút tiền. Không được 10 đồng, 8 đồng thì cũng phải có 1 2 đồng chứ. Nhưng bây giờ dù là 1 2 đồng cũng không có, hắn nghĩ nếu sau này mình có tiền sẽ không hẹp hòi như đám người này sau này hắn thấy ăn mày sẽ cho tiền, ít nhất cũng là một đồng. Thần tài, cho tôi ít tiền, đến khi tôi có tiền nhất định sẽ thắp hương. Tên ăn mày có lý tưởng đang thầm cầu nguyện. Khi tên ăn mày còn chưa cầu xong thì một tiếng, bộp vang lên, một cái bóp rơi xuống trước mặt hắn. Tên ăn mày có lý tưởng nhìn khắp chung quanh, không có ai. Hắn cầm lấy bóp mở ra xem, hắn thấy bên trong có một sấp tiền, với kinh nghiệm nhìn tiền nhiều năm, hắn có thể đoán được nơi đây có ít nhất là 3.000 đồng. Ha ha ha, thần tài hiển linh, thì ra tôi cũng có vận tài, tôi còn làm tên ăn mày làm gì, nên đi buôn bán. Tên ăn mày vui mừng như điên, hắn lại có mục tiêu mới. Thư tịnh đi rất nhanh, nàng sợ hạ thiên lại tiến lên sàm sỡ, nhưng nàng cảm thấy may mắn vì đối phương cũng không đi nhanh bằng mình. Nhưng thư tịnh không biết, hạ thiên không đi nhanh chẳng qua đang muốn nhìn dáng đi lắc mông qua lại của nàng, đang sàm sỡ bằng ánh mắt. Thư tịnh đi đến sân bóng rổ của Đại học Thể dục Thể thao, Hạ Thiên cũng không xa lạ gì nơi này, trước đó hắn đã từng đấu với Trần Trí Cương ở đây. Nhưng bây giờ sân bóng rổ lại có rất nhiều người, nguyên nhân cũng đơn giản, trường Đại học Thể dục Thể thao đã khai giảng, hôm nay lại là cuối tuần, người chơi bóng sẽ rất đông. Đồng thời người đến xem cũng khá đông, chỉ cần nhìn qua cũng thấy có hơn trăm. Thư tịnh vừa vào sân thì lập tức thu hút rất nhiều ánh mắt, dù là nam hay nữ, dù là những kẻ chơi bóng hay ngồi xem, một đại mỹ nữ thì không nhìn sẽ rất đáng tiếc. Ơ, ờ, đây không phải là người mẫu xe Ferrari sao? Sao bây giờ lại chạy đến sân bóng rổ? Một nữ sinh đi về phía thư tịnh, tuy giọng nói của nàng không khó nghe nhưng lại có chút cảm giác quái dị, mà ai cũng nghe ra hương vị châm chọc trong lời nói của cô gái này. Cô gái này tướng mạo không tồi, dù không được tuyệt vời như thư tịnh nhưng cũng có thể gọi là mỹ nữ dáng người của cô gái rất tốt chỉ lùn hơn một chút so với thư tịnh nàng mặc trang phục thể thao đào na cô đến đây làm gì thư tịnh có chút bất mãn nàng tất nhiên biết cô gái này nhưng nàng không ngờ đối phương lại xuất hiện trong sân bóng người này chẳng phải không có hứng thú với bóng rổ sao đơn giản thôi vì bây giờ tôi là quản lý của đội bóng phong hỏa bọn họ đến đây huấn luyện tất nhiên tôi cũng phải đến cô gái được gọi là đào na nở nụ cười quyến rũ bộ dạng rất đắc ý. Chương 343, người con gái cá sấu đáng thương. Điều này sao có thể? Tôi mới là quản lý, cô là người không biết gì về bóng rổ, sao có thể làm người quản lý? Đào Na nói với vẻ đắc ý. Không tin cô cứ hỏi Khương Phong. Khương Phong đúng lúc này cũng chạy đến, khi thấy Thư Tịnh thì hắn có chút kỳ quái. "Này, Thư Tịnh, sao hôm nay quay lại sớm thế? Không phải triển lãm xe hơi còn chưa kết thúc à?" Cũng có một cô gái khác đi đến, nàng chào hỏi Thư Tịnh. "Thư Tịnh, bạn nổi tiếng rồi, trước khi tôi đến thì trên mạng đã bầu bạn là người mẫu xe hơi đẹp nhất." Cô gái này không phải là sinh viên đại học thể dục thể thao, nàng là Mạc Tịnh sinh viên đại học sư phạm, bây giờ nàng đã là bạn gái chính thức của Khương Phong. "Bây giờ cậu xuất hiện, tôi càng nổi tiếng." Thư Tịnh sau đầu nhìn Hạ Thiên, nàng nói có chút buồn bực. "Vì sao?" Mạc Tịnh có chút kỳ quái chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì hà sao bạn lại về sớm như vậy khương phong lúc này thấy được hạ thiên thì lại càng kinh ngạc ủa hạ thiên cũng đến sao khương phong nhìn thư tịnh rồi lại nhìn hạ thiên hắn lập tức cảm thấy không đúng hai người đi cùng sao đừng hỏi điều này dù sao cậu ta cũng hại tôi không thể làm người mẫu xe hơi thậm chí cũng không lấy được tiền lương ngày hôm nay thư tịnh thở phì phò nói ủa đáng thương vậy sao nghe nói tiền lương của cô rất cao ngày được những năm ngàn may mà độ bóng không đi thi đấu bằng tiền lương của cô nếu không thì phiền lớn đào na bắt đầu ở bên cạnh châm chọc thư tịnh đào na cô ngoại trừ hả hê thì không biết nói gì khác sao thư tịnh có chút căm tức à điều này đào na thư tịnh hai người cũng đừng cãi nhau nữa khương phong bắt đầu khuyên cản mạc tịnh cũng giúp bạn trai đúng vậy thư tịnh đào na tất cả mọi người cùng một đội, cần gì? Nhưng Mạc Tịnh còn chưa nói dứt lời thì Đào Na và Thư Tịnh đã cùng nói. Ai cùng một đội với cô ta? Mạc Tịnh chợt ngẩn ngơ, nàng cuối cùng không biết nói gì hơn. "Khương Phong, tôi đã nói rồi, đội bóng có tôi sẽ không có Thư Tịnh, có Thư Tịnh sẽ không có tôi. Bây giờ tôi là người quản lý của đội bóng, sau này Thư Tịnh sẽ không còn liên quan gì." Đào Na ngẩng đầu kiêu ngạo, bộ dạng đắc thắng. Lúc này Thư Tịnh cũng hỏi Khương Phong, có chuyện gì xảy ra? Sao Đào Na lại trở thành quản lý? Điều này thật ra còn chưa thể xác định, nhưng Đào Na nói có thể kéo được một khoản tài trợ 10 ngàn, đối phương cũng đồng ý cung cấp quần áo và giày, cung cấp đồ uống, sau mỗi lần thi đấu còn cho ăn uống. Khương Phong giải thích. Đào Na đón lời có chút đắc ý. Đúng vậy, tôi muốn làm người quản lý của đội bóng, cô có thể làm được như vậy sao? chẳng lẽ mỗi ngày cô đều đi làm người mẫu xe hơi đáng tiếc là không có nhiều triển lãm như vậy không phải chỉ là một chút tài trợ sao thư tịnh có chút tức giận tôi chẳng qua không muốn tìm tài trợ mà thôi không có thì nói không có cứ chống chế đào na châm chọc tóm lại kể từ lúc này tôi là quản lý của đội bóng phong hỏa cô đứng sang bên cạnh đi vợ tịnh tịnh quản lý đội bóng là thứ quái quỷ gì hạ thiên có chút tò mò À, vợ Tịnh Tịnh, khi nghe Hạ Thiên sưng hô như vậy thì Khương Phong, Mạc Tịnh và những người khác đều ngây ra. Này, anh bạn, Thư Tịnh là vợ anh bạn rồi sao? Có một người không nhịn được hỏi, người này cũng đã từng chứng kiến Hạ Thiên thi đấu với Trần Trí Cương, vì vậy cũng biết chút ít về vấn đề đánh cuộc. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Đúng vậy, tôi đã thăng cấp chị ấy lên vợ chính thức. À, đám người đều dùng ánh mắt mập mờ nhìn Thư Tịnh trong mắt mọi người có lẽ thăng chức lên vợ chính thức có nghĩa là thư tịnh đã bị kéo lên giường. Nghĩ về vấn đề trên đời mất đi một xử nữ mà đám đàn ông dư thừa hóc môn ở đây cảm thấy quá đáng tiếc. Nhưng đám người này rất quen thuộc với thư tịnh, trên cơ bản đều có ý với nàng, mà tình cảnh hạ thiên ném rổ khủng bố trước đó cũng làm cho mọi người bội phục, vì thế bọn họ cũng thừa nhận hạ thiên mà không ghen ghét. Nhưng Khương Phong cũng không thể nghĩ ra, hạ thiên không phải có bạn gái là tôn hình hình sao đại mỹ nữ kia rõ ràng không thua kém thư tịnh thư tịnh đáng thương đỏ bừng mặt nàng muốn mắng hạ thiên nhưng cũng sợ bị đánh đòn trước mặt mọi người sợ càng mất mặt hơn vì vậy nàng suy nghĩ một chút mà chỉ biết trừng mắt nhìn hắn cũng không nói gì phản ứng của thư tịnh lại càng làm cho đám người ở đây tin rằng nàng chấp nhận quan hệ với hạ thiên ơ ờ, còn tưởng vì sao về sớm thì ra kiếm được anh nhà giàu đào na chụp được cơ hội thì lập tức châm chọc thư tịnh nàng lập tức dùng ánh mắt trêu tức nhìn hạ thiên nhưng này anh chàng này hình như chẳng phải loại dầu có gì tôi có dầu hay không liên quan sao 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 gì đến cô hạ thiên dùng ánh mắt mất hứng nhìn chằm chằm vào đào na đào na chợt ngẩn người nàng có chút tức giận này anh có tố chất vậy à sáo lại nói lời thô tục như vậy tôi mặc kệ một người quái dị như cô hạ thiên bĩu môi sau đó hắn quay đầu nhìn thư tịnh vợ tịnh tịnh, có phải chị muốn làm người quản lý đội bóng không? Người quái dị, đám người nghe được lời này mà chợt ngẩn ngơ, ngay cả thư tịnh cũng như vậy. Phải biết rằng đào na rất xinh xăn, cũng xinh đẹp, vì vậy mà nàng và thư tịnh mới có động chạm, vì một núi không chứa hai cọp, đại học thể dục thể thao có đóa hoa thư tịnh làm cho đào na mất màu khá nhiều, vì thế mà đào na rất ghen ghét thư tịnh, thậm chí còn muốn tranh chấp với thư tịnh. Muốn cướp danh hiệu Hoa hậu giảng đường Đại học Thể dục Thể thao của Thư Tịnh. Đáng tiếc dù là tướng mạo hay dáng người thì Đào Na vẫn có khoảng cách với Thư Tịnh. Vì vậy dù Đào Na vẫn là người đẹp, dù cũng là nhân vật nổi tiếng ở đại học thể dục thể thao nhưng vẫn không bằng Thư Tịnh. Hơn nữa danh hiệu hoa hậu đại học thể dục thể thao cũng không rơi lên đầu Đào Na, vì thế mà Đào Na dù cố gắng cũng chỉ được á hậu mà thôi. Nhưng dù thế nào thì Đào Na cũng là hoa, đã là hoa thì không có liên quan gì đến người quái dị. Bây giờ Hạ Thiên nói Đào Na là người quái dị tất cả mọi người đều cảm thấy hạ thiên chẳng qua chỉ chọc cho thư tịnh hả giận mà thôi anh anh nói gì đào na bị mắng mà bị chọc tức anh nói tôi là người quái dị sao anh có mắt không tôi cũng là á hậu đại học thể dục thể thao anh chê tôi xấu sao cô mà là hoa hậu sao chẳng qua chỉ là hoa loa kèn chỉ biết thổi mà thôi hạ thiên bĩu môi nói cô quái dị thì sao cô không phải là người quái dị sao hạ thiên dừng lại một chút rồi nói hèn gì đại sư phụ nói người xấu thường không biết mình xấu loại người như cô là đáng thương nhất anh anh nói tôi đáng thương sao đào na thiếu chút nữa thì tức chết khi thấy bộ dạng tức giận muốn chết của đào na thì thư tịnh không khỏi có chút vui sướng đào na này luôn gây ra phiền phức cho nàng nàng đã sớm chán ghét bây giờ có hạ thiên giúp nàng hả giận tất nhiên nàng cầu còn chưa được vì vậy mà nàng cảm thấy cảm tình của mình với hạ thiên ngày càng tăng lên cô vốn là người đáng thương bộ dạng xấu xí mà không biết hạ thiên hình như có chút đồng tình với đào na nể bộ dạng đáng thương của cô tôi cho cô biết xấu ở đâu hạ thiên dừng lại một chút rồi tiếp tục cô xem mình đi mắt cái lớn cái nhỏ eo to thừa thịt chân tay thô thiển không có chỗ nào ra hồn đặc biệt là ngực cô rõ ràng là một cái lớn một cái nhỏ căn bản không đối xứng đúng là xấu như cá xấu Đám người nghe thấy như vậy thì chợt sướng sờ, ai cũng không khỏi nhìn chằm chằm vào đào na, đúng là mắt nàng hơi nhỏ, mà lỗ mũi cũng lớn hơn một chút so với người bình thường. Eo của đào na cũng không tính là thô, còn có thiệt thừa hay không thì bọn họ chẳng biết. Cuối cùng ai cũng không tự giác được phải nhìn lên ngực đào na, tận đáy lòng đều tự hỏi, một cái lớn một cái nhỏ thật sao? Anh, anh, anh nói bậy bạ. Đào na tức đến mức run rẩy. Hạ thiên bĩu môi, Trước nay tôi chưa từng nói bậy, không tin cô cởi ra cho anh em giang hồ xem, có phải ngực một cái to một cái nhỏ không? Đám người nghe thấy vậy thì trợn mắt há mồm, người này đúng là hùng mạnh, có thể nói đối phương cởi áo cởi quần ra nghiệm chứng. Thư tịnh không khỏi dùng ánh mắt quái dị nhìn Hạ Thiên, người này đúng là lưu manh, những chuyện như vậy nói ra khỏi miệng mà mặt vẫn không đổi sắc. Anh là tên khốn kiếp. Đào na tức đến mức đỏ bừng mặt. Anh, anh chờ đấy. Đào Na chỉ để lại một lời như vậy mà chạy đi, nhưng mọi người cũng thấy nàng không chạy đi xa, nàng chỉ đến lấy điện thoại, nàng vừa điện thoại vừa đảo ánh mắt tức giận về phía bên này. Này, thư tịnh, hình như Đào Na đang điện thoại gọi người, bạn hay là bảo bạn trai đi trước đi. Mạc tịnh hảo tâm nhắc nhở thư tịnh, gọi thì thế nào, chẳng lẽ dám đánh người trong trường sao? Thư tịnh không quan tâm, nghe nói bạn trai của Đào Na làm mở quán bar, có chút tiền, có chút bối cảnh. Nghe nói tài trợ cho chúng ta cũng đến từ bạn trai của cô ấy." Khương Phong mở miệng nói. Một người lại nói, "Thật ra đào na tài trợ cũng rất tốt, đặc biệt là có thể đến quán ba uống rượu miễn phí." "Đúng vậy, tôi cũng thấy vậy, chúng ta còn có thể đặt quần áo giày theo yêu cầu, hơn 10 người chúng ta cũng hơn 10.000 đồng, chúng ta chỉ là đội bóng nghiệp dư, có thể tìm được tài trợ như vậy thì không dễ dàng." Một người khác cũng phụ họa. "Đúng vậy, đúng vậy." Đám người khác đều phụ họa. Thật ra bọn họ thành lập đội bóng vì muốn tham gia hiệp hội bóng rổ nghiệp dư ở Giang Hải, tuy hiệp hội bóng rổ nghiệp dư cũng có chút lực ảnh hưởng nhưng một đội bóng mới thành lập như bọn họ cũng không có gì, muốn tìm được tài trợ là rất khó. Tất nhiên bọn họ sẽ cảm thấy khoản tài trợ của Đào Na là rất tốt. Thư Tịnh nghe những lời nghị luận này mà trong lòng có chút không thoải mái, nàng cuối cùng cũng không nhịn được nói. "Không phải chỉ là vài chục ngàn sao? Tôi tài trợ các anh 500 ngàn." chương 344, thiên ca trong truyền thuyết. Thư tịnh vừa nói ra thì tất cả mọi người đều sợ hãi. Sau giây phút yên tĩnh ngắn ngủi, bầu không khí bắt đầu rộn rã. Thư tịnh, cô không sao đấy chứ? Này, thư tịnh, cô không quá kích động đấy chứ? Này, thư tịnh, đừng so đo với Đào Na, thật ra chúng tôi đều tình nguyện cho cô làm quản lý. Ngay cả Khương Phong cũng dùng ánh mắt bất an nhìn thư tịnh. Điều này, thư tịnh, Thật ra tiền của chúng ta cũng đã chủ tính đúng, chỉ là hiệp hội nghiệp sư mà thôi, cũng không tốn bao nhiêu tiền phí. Cũng khó trách mọi người có phản ứng như vậy, bọn họ cũng không phải mới quen Thư Tịnh, đều biết rõ gia cảnh nhà nàng rất bình thường. Tuy cha mẹ nàng đều là giáo viên trường đại học thể dục thể thao nhưng cũng lắm chỉ có cuộc sống bình thường, Thư Tịnh còn chưa tốt nghiệp đại học, tuy đôi khi cũng đi làm người mẫu xe hơi kiếm chút tiền, nhưng cũng không kiếm được quá nhiều. Tuy trong nhà Thư Tịnh chẳng phải không có 500 ngàn nhưng vấn đề là nhà nàng cũng không thể lấy ra số tiền như vậy để tài trợ cho một đội bóng nghiệp dư. Chỉ cần nhìn bộ dạng mọi người thư tịnh cũng biết mọi người không tin mình có thể đưa ra 500 ngàn, tưởng rằng nàng đang hờn dỗi với đảo Na. Khi thấy bộ dạng chăm chú của thư tịnh thì Khương Phong không khỏi có chút trần trừ, hắn quen biết thư tịnh từ nhỏ, cũng hiểu rất rõ về nàng, biết rõ nàng không phải người thích nói đùa. Thư tịnh, cô lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Khương Phong hỏi một câu cậu ta cho. Thư Tịnh chỉ chỉ vào Hạ Thiên, nàng lấy ra một tờ giấy nói: "Anh xem, đây là phiếu ngân hàng, anh không tin sao?" Khương Phong nhận lấy phiếu, Mạc Tịnh và đám người đội bóng cũng tụ tập lại, khi thấy con số bên trên thì ai cũng choáng. "Điều này, Thư Tịnh thật sự có 500 ngàn sao?" Mà khoảnh khắc sau ai cũng nhìn về phía Hạ Thiên, người anh em này đúng là nhà mặt phố bố giám đốc, chỉ tùy tiện cũng ném cho Thư Tịnh 500 ngàn. Hèn gì nàng không cần làm người mẫu xe hơi. Điều này, Thư Tịnh, dù cô thật sự có 500 vạn, cũng không cần cho chúng tôi, cô tự giữ lại đi." Khương Phong suy nghĩ rồi nói. "Tôi giữ lại làm gì? Tôi cũng không xài nhiều tiền như vậy, tài trợ các anh cũng tốt." Thư Tịnh ra vẻ không quan tâm, trong lòng nàng cũng không tình nguyện xài tiền của Hạ Thiên, vì vậy nàng dứt khoát cho đội bóng, như vậy nàng sẽ thấy thoải mái hơn. "À, điều này chúng ta chậm rãi thương lượng." tóm lại tiền cô tự bảo quản lấy, dù đội bóng lấy sử dụng thì cũng không hao phí như vậy. Vậy thì được, Thư Tịnh gật đầu. Tóm lại các anh không cần đi tìm tài trợ, cần tiền thì tìm tôi, tôi cũng sẽ chuẩn bị tốt trang bị cho các anh. Được, cứ như vậy, mọi người tiếp tục tập luyện, đừng vây quanh nơi đây nữa. Khương Phong kêu gọi mọi người di tản. Đám người đội bóng lại ra sân luyện tập, Thư Tịnh và Mạc Tịnh thì ở bên cạnh xem, hai người xem có vẻ rất chuyên chú. Hạ Thiên thì rất nhàm chán. Một lát sau Hạ Thiên cuối cùng cũng không nhịn được mà nói với Thư Tịnh. "Vợ Tịnh Tịnh, chúng ta đi thôi, ở đây chán quá." Thư Tịnh nghe nói như vậy thì lập tức vui sướng, người này thấy chán thì quá tốt, hắn càng chán thì nàng càng thích xem. "Tôi thích xem bọn họ chơi bóng rổ, nếu cậu thấy chán thì cứ đi trước." Thư Tịnh nói với Hạ Thiên, nàng chỉ luôn tìm cơ hội cắt đuôi hắn. Hạ Thiên nhìn Thư Tịnh chị thích xem chơi bóng rổ sao đúng vậy tôi rất thích thư tịnh gật đầu chăm chú vậy thì được tôi sẽ xem với chị hạ thiên suy nghĩ rồi nói thư tịnh lập tức buồn bực cậu không thấy chán sao đúng vậy tôi cảm thấy bọn họ chơi rất chán một quả bóng mà ném mãi không vào tôi nhắm mắt cũng có thể ném vào hạ thiên nói như vậy thư tịnh không biết nói gì nàng tin hạ thiên có bản lĩnh này khi thấy hạ thiên không muốn đi thì thư tịnh vẫn chưa từ bỏ ý định nàng còn nói thêm cậu thấy chán sao chưa đi tôi thấy bọn họ chơi quá chán nhưng chị thích xem tất nhiên tôi cũng phải ngồi xem với chị hạ thiên nghiêm trang nói vậy cậu lại chán làm sao bây giờ thư tịnh ra vẻ quan tâm đến hạ thiên tôi có thể nhìn chị hạ thiên nhìn chằm chằm vào thư tịnh ánh mắt đặt lên những vị trí mấu chốt nhìn chơi bóng rất chán Nhìn chị thì tốt hơn. Thư Tịnh chợt ngây người, tên này đúng là có sở thích quái ác, chẳng lẽ nàng xem bóng vài giờ, hắn cũng nhìn mình vài giờ sao? Nhưng vài phút sau thì Thư Tịnh đã phát hiện Hạ Thiên thật sự có thể nhìn vào mình trong thời gian vài giờ, ít nhất trong vòng vài phút hắn cũng nhìn nàng không chớp mắt, ánh mắt lại sáng quắc làm nàng không được tự nhiên, giống như nàng không mặc gì trước mặt hắn. Cậu đừng nhìn tôi như vậy được không? Thư Tịnh không nhịn được phải nói. Không thể Hạ Thiên nghiêm trang trả lời. Thư Tịnh không còn gì để nói. Thời gian kế tiếp, Thư Tịnh rất muốn xem Hạ Thiên là không khí để an tâm xem đám người Khương Phong chơi bóng. Nhưng nàng phát hiện mình không làm được điều này, mỗi phút mỗi giây nàng đều cảm giác được ánh mắt sàm sỡ của Hạ Thiên, vì vậy nàng cũng không toàn tâm toàn ý xem chơi bóng. Nhưng Thư Tịnh vẫn rất kiên trì, vì nàng không nhìn đám người chơi bóng, sợ rằng Hạ Thiên sẽ kéo nàng đi thuê phòng nàng cũng không tin đối phương nhìn vài giờ mà không chán. Lúc này một chiếc Audi mà đen chạy tới, sau đó dừng lại trước sân bóng rổ không xa. Cửa xe mở ra, một tên đàn ông trẻ tuổi đeo kính dâm bước xuống, sau đó có hai tên thanh niên bước xuống đi theo sau lưng tên đàn ông đeo kính dâm. Tên đàn ông đeo kính dâm rất cao to tốt tướng, tướng mạo đường đường, cũng coi là tuấn tú lịch sự. Hắn vừa mới xuống xe thì đã có một một nữ sinh tiến lên chào đón, nàng thân mật ôm lấy cánh tay hắn, đây chính là đào na mà trước đó không lâu có xung đột với hạ thiên tên đàn ông đeo kính dâm nói vài câu với đào na sau đó đào na lại chỉ chỉ về phía hạ thiên tên đàn ông lập tức ôm đào na đi về phía hạ thiên này anh bạn ra ngoài tâm sự một chút nhé tên đàn ông đeo kính dâm đi đến trước mặt hạ thiên nói hạ thiên còn chưa nói lời nào thì thư tịnh ở bên cạnh đã kịp phản ứng nàng dùng ánh mắt cảnh giác nhìn tên đàn ông đeo kính dâm sau đó nàng tức giận nhìn đào na đào na cô muốn gì đây là người cô tìm đến sao đúng thế thì sao đây là bạn trai của tôi cô dám để đàn ông của mình ức hiếp tôi bây giờ tôi không thể cho bạn trai ra mặt sao đào na cũng không phủ nhận bộ dạng rất hào hùng này anh em chuyện của đàn ông thì phải do đàn ông giải quyết không thể cho phụ nữ xen vào cậu nói xem có đúng không tên đàn ông kia lấy kính dâm xuống nói hạ thiên nhìn tên đàn ông sau đó hắn dùng giọng bất mãn nói. Có gì cứ nói, làm nhảm làm gì, tôi rất bận. Này anh bạn, nơi này không tiện nói, chúng ta ra ngoài trường tìm một chỗ thích hợp nhé. Tên đàn ông lại đeo kính lên. Tôi giới thiệu, tôi là Đái Dũng, tất cả đều gọi tôi là A Dũng hoặc là Dũng Ca. À, tôi không quen anh, cũng không có hứng làm quen với anh, càng không có hứng nói chuyện với anh. Vì vậy anh cút đi. Hạ Thiên ra vẻ tùy ý nói tiểu tử sùa gì vậy tiểu tử biết dũng ca của chúng tao là ai không đái dũng còn chưa nói thì hai tiểu đệ phai sau đã nổi giận bộ dạng giống như muốn đánh người muốn đánh nhau sao đánh nhau chúng tôi cũng không sợ khương phong và đám người đội bóng rổ thấy tình huống không đúng thì kéo nhau chạy đến những thành viên chơi bóng rổ đều to con như trâu mười mấy người chạy đến vây quanh rõ ràng chiếm ưu thế tuyệt đối muốn chơi số lượng sao Dũng ca chúng tao chỉ cần tùy tiện gọi điện thoại cũng kéo đến một xe người." Một tên tiểu đệ nói. "Đúng vậy, một đám sinh viên mà dám đánh nhau với chúng tao sao? Có biết các anh là giang hồ xã hội đen không?" Một tên tiểu đệ khác lại lên tiếng. "Chúng mày nghe cho rõ, biết ai là thiên ca không? Dũng ca của chúng tao có quen biết với thiên ca." "Này, đây là trường học, các anh đừng đến đây gây rối." Thư Tịnh nói rất bất mãn hạ thiên lúc này không nhịn được phải hỏi tên tiểu đệ kia chú nói ai là thiên ca thiên ca ai mà không biết tao nói cho mày biết thiên ca chính là đại ca của cả thành phố giang hải chỉ cần anh ấy động một ngón tay cũng có thể diệt sạch đám người chúng mày tên tiểu đệ nói dũng ca của chúng tao chính là trợ thủ đắc lực cho thiên ca nếu muốn tiêu diệt chúng mày thì dễ như ăn cơm bữa khụ khụ đái dũng ho khan một tiếng hắn lấy kính xuống tạ ật ra cũng không quá lợi hại như vậy anh chỉ là một tiểu tốt của thiên ca mà thôi nhưng đối phó với các người cũng rất đơn giản thế này đi tôi cũng không muốn so đo với sinh viên chỉ cần xin lỗi bạn gái của tôi là được hạ thiên tiếp tục hỏi các chú biết thiên ca tên gì không này anh bạn thiên ca của chúng tao chính là nhân vật kinh sợ thiên địa quỷ thần chỉ cần nói ra hai chữ thiên ca thì sẽ là độc nhất vô nhị thiên hạ vô song đái dũng nói ra rất nhiều từ hoàng tráng để miêu tả thiên ca điều này làm cho đám người đứng xung quanh không biết nói gì hơn sao xã hội đen lại khôi hài thế này này đừng nói nhảm mau nói tên của hắn ra hạ thiên có chút mất kiên nhẫn này anh bạn làm người phải kiên nhẫn tên của thiên ca chúng tao có thể nói tùy ý được sao đái dũng có chút mất vui thôi được tôi không so đo với đám sinh viên các người bây giờ nghe cho rõ đây thiên ca của các anh đại danh là hạ thiên hạ trong xuân hạ thu đông thiên trong đệ nhất thiên hạ cái tên có phong cách không có phải không giống bình thường không đái dũng cực kỳ đắc ý nhưng hắn lại phát hiện bầu không khí có chút quỷ dị vì sao mười mấy tên sinh viên kia lại nhìn mình bằng ánh mắt quái dị như vậy thế nào các người không thấy tên của thiên ca có phong cách sao này tôi nói cho các người biết các người đắc tội với tôi thì không sao nhưng nếu dám nói bậy về thiên ca tôi sẽ chém Đái Dũng dùng ánh mắt bất mãn nhìn mọi người. Chương 345, đô châu. Đái Dũng nói xong những lời này thì phát hiện ánh mắt đám người nhìn mình càng thêm kỳ quái, điều này vừa làm hắn bất mãn vừa rất nghi hoặc. Rốt cuộc mình nói sai điều gì? Sao đám sinh viên chết tiệt này lại nhìn mình bằng ánh mắt quỷ dị như vậy? Chỉ nhìn ánh mắt thì sẽ biết bọn họ đang có ý nghĩ gì. Đúng rồi, bọn họ coi Đái Dũng mình là ngu ngốc. Đái Dũng đang muốn nổi nóng để dạy sinh viên này một bài học đột nhiên hắn lại nghe được một câu chú nói không sai tên của anh có phong cách không giống bình thường sao anh không nhớ mình thu một tiểu đệ như chú nhỉ đái dũng ngây người hắn nhìn hạ thiên đầu óc có chút hỗn loạn cậu cậu nói gì cậu ta chính là hạ thiên không phải anh làm tiểu đệ cho cậu ta sao sao không nhận ra đại ca của mình thư tịnh không khỏi cười nhạo đúng vậy sao làm tiểu đệ mà không xứng chức như vậy Tôi thấy người này căn bản là khoác lác, cũng không phải là tiểu đệ của Hạ Thiên. Thì ra đây chỉ là một tên lừa gạt, Đào Na tìm một bạn trai như vậy sao? Đúng là lừa gạt, Đào Na nói tài trợ có lẽ cũng tám phần là giả. Tôi cũng thấy vậy, tôi cũng cảm thấy không có ai tài trợ cho chúng ta. Những thành viên đội bóng mỗi người nói một câu, Đái Dũng nghe những lời như vậy mà vẻ mặt trở nên đặc sắc. Anh, anh là thiên ca sao? Đái Dũng nhìn Hạ Thiên, giọng điệu có chút lắp bắp vẻ mặt có chút sợ hãi còn có chút kích động mà hai tên tiểu đệ đứng sau lưng hắn lại choáng váng cả hai ngây người nhìn hạ thiên không nói nên lời anh là hạ thiên nhưng tôi không phải là thiên ca của chú chú nếu gọi anh bậy bạ anh sẽ đánh hạ thiên tức giận nói đừng đừng thiên ca anh thật sự là đại ca của tôi đái dũng lập tức luống cuống em cùng lăn lộn giang hồ với kiệt ca thật sự không tin anh cứ hỏi Kiệt Ca. À, chú là người của tên Mập sao? Hạ Thiên có chút mất kiên nhẫn. Anh bây giờ đang có tâm tình rất kém. Tóm lại chú cút đi cho anh, đừng làm phiền anh. Thiên Ca, em sẽ cút ngay, sẽ cút ngay. Đái Dũng liên tục gật đầu. À Dũng, anh làm gì vậy? Sao không giúp em dạy bảo tên khốn này? Đào Na cảm thấy rất khó hiểu, nhưng cũng có chút tức giận. Bốp đào na còn chưa nói dứt lời thì đã cảm thấy gò má nóng bỏng đám người thư tịnh và khương phong ở bên cạnh chợt ngẩn ngơ đái dũng tát đào na chỉ cần nhìn dấu ngón tay đỏ tươi trên mặt đào na thì biết đái dũng ra tay cũng không lưu tình cô muốn chết sao nếu cô còn dám bất kính với thiên ca tôi đánh chết cô đái dũng hét lên giận dữ với đào na anh anh đào na lập tức choáng váng vô tình nước mắt chảy tràn khóc khóc cái gì đái dũng chụp tay đào na theo tôi mau đừng đứng đây làm mọi người thêm xấu hổ đái dũng kéo đào na vào chiếc audi hai tên tiểu đệ cũng nhanh chóng đuổi theo xe audi nhanh chóng khởi động sau đó chạy khỏi tầm mắt mọi người lúc này ánh mắt đám thành viên đội bóng và cả khương phong nhìn hạ thiên đã có chút khác biệt với trước đó thì ra người anh em này là đại ca giang hồ đúng là nhìn người không nên xem vẻ bề ngoài người này có hình tượng không giống như các đại ca bình thường khác này, cậu là xã hội đen sao? Thư Tịnh lúc này không nhịn được phải hỏi Hạ Thiên. Đét. Một âm thanh trong trẻo truyền vào tai mọi người. Khi trên mông truyền đến cảm giác đau đớn thì gương mặt Thư Tịnh đã đỏ bừng, nàng dùng ánh mắt vừa thẹn vừa giận nhìn Hạ Thiên. Sao cậu lại đánh tôi? Vì chị nói sai. Hạ Thiên dùng ánh mắt bất mãn nhìn Thư Tịnh. Tôi mà làm xã hội đen không có cấp bậc vậy sao? Nhưng bọn họ rõ ràng đã gọi cậu là thiên ca. Thư Tịnh không phục, là vì tôi quá đẹp trai, Thiên Ca chính là tên gọi tắt của người đẹp trai nhất thiên hạ." Hạ Thiên nghiêm trang nói. Thư Tịnh nghẹn giọng nhìn Hạ Thiên, người này đúng là quá vô sỉ, những lời như vậy cũng nói ra được, đúng là thiên hạ đệ nhất vô sỉ. Khương Phong và các thành viên đội bóng thật sự không biết nói gì hơn, lòng tin của người này quả nhiên là đệ nhất thiên hạ. "À, điều này, chúng ta tiếp tục chơi bóng, hai người làm gì thì cứ tự nhiên." Khương Phong thấy bầu không khí có chút quỷ dị, vì vậy hắn đành phải mở miệng phá vỡ bầu không khí, hắn nói một lời và mọi người lại đi ra sân. Thư Tịnh thở phì phò nhìn Hạ Thiên, sau đó nàng không thèm quan tâm đến hắn, tiếp tục nhìn vào sân. Mà Hạ Thiên thì vẫn tự tìm nguồn vui cho mình, hắn tiếp tục nhìn chằm chằm vào dáng vẻ mê người của Thư Tịnh. Vì vậy mà cả buổi chiều Thư Tịnh đều cảm giác được hai ánh mắt tràn đầy tính xâm lược nhìn mình, cả buổi chiều nàng đều mất hồn mất vía. Mãi đến 6 giờ thì đám người Khương Phong mới đề nghị đi ăn tối, cuối cùng nàng cũng thở ra, vì lúc này Hạ Thiên đã không còn nhìn chằm chằm vào mình. Phía bên phải cổng trường Đại học Thể dục Thể thao chính là một nhà hàng, thư tịnh, Hạ Thiên và đám thành viên bóng rổ đều vào trong này ăn tối, nhưng khi món ăn còn chưa được đưa lên thì bia đã được khui. Uống, Hạ Thiên, chúc mừng cậu cưa đổ hoa hậu trường Đại học Thể dục Thể thao, uống trước ba ly. Các thành viên đội bóng đều tìm đến Hạ Thiên, Ai cũng mời hắn ba ly, vì vậy mà hắn uống vào bụng vài chục ly. À, Hạ Thiên, chúng tôi lại chúc mừng anh tán đổ hoa khoa của chúng tôi. Lại một người cùng ba ly. Sau đó lại có người tiến ra. Hạ Thiên, chúc mừng cậu tán đổ hoa phòng. Nào là hoa hậu, hoa khoa, hoa phòng đều ám chỉ một người là thư tịnh. Không thể nghi ngờ mục tiêu của đám người chính là làm cho Hạ Thiên quá chén. Cũng không phải bọn họ có cửu hận với hắn. Chẳng qua ai cũng nhận được lệnh của Thư Tịnh, vì vậy phải cho Hạ Thiên say chết. Lý do Thư Tịnh muốn Hạ Thiên say cũng rất đơn giản, chính là một lúc nữa đối phương sẽ không cùng nàng đi mướn phòng tâm sự, như vậy đêm nay nàng có thể tránh thoát một kiếp. Sau này Hạ Thiên sẽ làm gì, điều này không cần quan tâm, bây giờ nàng phải vượt qua cửa khẩu này, dù nàng tình nguyện làm vợ người ta thì đêm nay cũng không muốn đi mướn phòng với đối phương. Hơn 10 người liên tục chúc rượu Hạ Thiên, nhưng hắn vẫn không có vấn đề gì vì vậy mà ai cũng buồn bực. tuy nói đây chỉ là bia nhưng hạ thiên đã uống hai két, uống bia cũng vừa phải thôi chứ. hạ thiên còn chưa say thì đám người đội bóng đã ngất ngây, nhưng lúc này bọn họ cũng có lý do mới. hạ thiên, tôi nói với cậu này, thư tịnh là hoa đội của đội bóng chúng tôi, cậu tán đổ hoa đẹp, như vậy phải uống vài ly. thư tịnh ở bên cạnh cảm thấy giờ khóc giờ cười, những người này không tìm được lý do nào khác à? sao cứ hoa này hoa nọ? Thứ này thứ nọ như vậy. Lại là một vòng mời mọc ba ly không say không về, Hạ Thiên vẫn điềm nhiên như không, ngược lại đám người đội bóng đã quá phê. Tình cảnh lần này đã kích thích tâm tình háo thắng của đám người, mười mấy người mà không ép đổ một thuyền, sự việc truyền ra ngoài thì bọn họ còn mặt mũi gì nữa. Lúc này dù không phải thư Tịnh ra lệnh thì bọn họ cũng phải ép cho Hạ Thiên say khướt, vì vậy mà sau đó mọi người thay phiên ra trận, ngay cả một nữ sinh như Mạc Tịnh cũng lên ngựa với đủ lý do. Hạ Thiên, tôi rất sùng bái cậu, Dô. Này anh bạn, anh bạn đúng là pro, tôi cũng ngưỡng mộ an bạn, Dô. Hạ Thiên, uống bia cần quái gì lý do, anh em ta làm một ly, Dô. Ông chủ nhà hàng rất vui sướng, bia cứ đưa lên từng két từng két, chỉ trong nháy mắt đã hơn 10 thùng, đúng là lãi lớn. Thư tịnh cũng rất khó hiểu, nàng nhìn Hạ Thiên như một quái vật, người này uống bia hay uống nước hèn gì ai mời cũng vô, dù là đám người Khương Phong tìm lý do gì thì hắn cũng không từ chối. Trong phòng chỉ còn lại hai người thanh tỉnh, một là Thư Tịnh, vì từ đầu đến cuối nàng không uống ly nào, người thứ hai chính là Hạ Thiên. Người này uống rượu chấp hơn 10 người, người khác, nhưng cuối cùng thì đám người kia say bét nhẹ, hắn vẫn điềm nhiên như không. Thư Tịnh có chút choáng váng, chẳng lẽ đêm nay mình tránh trời không khỏi nắng, nhất định phải từ thiếu nữ thành thiếu phụ sao? Thư Tịnh nhìn đám người say xỉn be bét mà xuất hiện một vấn đề khó khăn khác, phải làm sao để đưa đám, đệ tử Lưu Linh, này về đây. Thư Tịnh suy nghĩ một lát rồi cũng có chủ ý. Hạ Thiên, gần đây có một khách sạn, tôi đi thuê vài phòng, cậu hỗ trợ đưa bọn họ vào bên trong. Được. Hạ Thiên đồng ý ngay, sau đó hắn còn nói thêm. Vợ Tịnh Tịnh, chúng ta cũng thuê một phòng. Thư Tịnh nghe nói như vậy thì sinh ra xúc động muốn bóp chết đối phương nàng sao lại ngu ngốc như vậy sao lại chủ động muốn đi mướn phòng bây giờ thì xong đời đây không phải là tự tìm đường chết sao ánh mắt thư tịnh xoay chuyển nàng dùng ánh mắt mất hứng nhìn hạ thiên tôi sẽ không đi khách sạn không tốt tôi không muốn vào đó mướn phòng à vậy thì chị muốn đi đâu mướn phòng hạ thiên vẫn theo sát mà không bỏ qua đợi lát nữa nói sau trước tiên cậu đưa mọi người đến khách sạn cái đã thư tịnh hờn dỗi nói vậy thì được. Hạ Thiên nhấc một người lên. Vợ tịnh tịnh, chúng ta đi thôi. Trước tiên tôi tính tiền, sau đó đi đặt phòng, cậu chờ chút. Thư tịnh có chút bất đắc dĩ, người này sao lại vội vã như vậy? Thư tịnh mất vài phút đi đặt phòng, Hạ Thiên cũng chỉ mất vài phút để đưa đám thành viên đội bóng đã say xỉn vào trong phòng. 12 người nam sinh, hai người một phòng, Mạc Tịnh một phòng, tổng cộng là 7 phòng. Sau khi làm xong tất cả thì Hạ Thiên kéo tay Thư Tịnh vợ tịnh tịnh, chúng ta đi chỗ khác thôi. Thư tịnh còn chưa nghĩ biện pháp nào để kéo dài thời gian thì đã bị Hạ Thiên kéo ra khỏi khách sạn. Đúng lúc này có một đám người đi đến, đi đầu là một ông lão gầy còm, sau lưng ông lão có vài người, có nữ có nam, tuổi cũng là già trẻ không đồng nhất. Chú Lê, chính là bọn họ. Một âm thanh đột nhiên vang lên, Hạ Thiên và Thư tịnh cũng rất quen giọng điệu này. Người này rõ ràng là Phùng Chí vừa bị Hạ Thiên hãm hại vào đồn cảnh sát, nhưng hai người bọn họ đều không ngờ Phùng Chí mới bị bắt vài giờ mà đã được thả ra, hơn nữa còn kéo người đến trả thù. Audio điện tử võ tấn bền Hết chương 345